Trong lúc nhất thời, Giang Trần Đình chỉ dùng băng hỏa yêu liên thăm dò, ngăn chặn tất cả khí tức, để tránh kinh động sinh linh cường đại kia. Cũng may, sinh linh cường đại kia, tựa hồ tâm tư căn bản không có đặt ở nơi này, cũng không phát giác được có nhân loại trốn ở trong nham thạch. Thanh âm ầm ầm như là xét đánh, động tĩnh không ngừng, càng đi càng xa, thẳng đến biến mất. Giang Trần khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, trong minh diệt cốc này, sinh linh cường đại nhiều như thế. Võ giả thế tục đến nơi đây, kỳ ngộ tuy nhiều, nhưng phong hiểm, lại không chỗ nào không có A. À. Hiện tại Giang Trần xem như đã biết, vì cái gì cửa phúc duyên này không đào thải bất luận kẻ nào. Này còn cần đào thải sao? Sau khi đi vào, có thể còn sống đi ra, có thể có bao nhiêu? Tỷ lệ tử vong cao như vậy, còn đào thải làm gì? Hiện tại Giang Trần còn hoài nghi, 8.000 người tiến vào, cuối cùng có thể có 3.000 người đi ra sao? Bốn đại tông môn nói muốn tuyển chọn 3.000 người tiến vào tông môn, nhưng Giang Trần cảm thấy, trong minh diệt gốc này, chỉ sợ không có ba nghìn người đi ra ngoài. đương nhiên, nói như vậy cũng có chút bi quan. những sự tình này lại không cần ta đến quan tâm. mỗi người có phúc duyên khác nhau, có đường đi bất đồng. giang trần ta phải chuyên chú trên con đường của mình. giang trần nhất niệm đến đây liền không hề suy nghĩ những sự tình kia nữa. bất quá, sau khi trải qua chấn động lớn kia, giang trần càng thêm cẩn thận. dưới nền đất cũng không phải an toàn tuyệt đối, sau lưng chấn động lớn này nhất định là một sinh linh cường đại tuyệt đối không kém hỏa nha vương sinh linh như vậy liền có thể hình thành sinh tử uy hiếp đối với mình cho nên giang trần cẩn thận là rất có đạo lý khu trung bộ vách núi nơi này là một nơi hẻo lánh không ai chú ý một cây yêu liên gạt mở khe hở nham thạch dò xét đi ra thân hình giang trần ở trong khe hở nham thạch vừa vặn che giấu rất tốt thiên mục thần đồng nhìn lại mọi nơi vừa nhìn ra đầu của giang trần liền run lên bốn phía cháy đen như là tận thế hàng lâm Hoang bại không chịu nổi. Đập vào mắt, không có một màu xanh lá, cũng không có nửa điểm sinh cơ. Phảng phất lĩnh vực này đã bị thiên địa vứt bỏ, thành nơi hoang vu trong vũ trụ. Ánh mắt Giang Trần lại quang tới vách núi có vân viêm chi hoa, vách núi kia khắp nơi hoang tàn, nào có vân viêm chi hoa gì. Đáng sợ hơn chính là vách núi kia gồ ghề, vô số khe rãnh răng khắp nơi, giống như bị lực lượng cường đại cày qua, khe rãnh sâu tới mấy trượng. Hiện trường thảm thiết như vậy, làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm vách núi cứng rắn kia có thể cày ra khe rãnh dài như vậy sâu như vậy tuyệt đối không phải lực lượng bình thường có thể làm được người khác không nói giang trần tự hỏi mình là tuyệt đối làm không được ở trên vách núi đánh ra một khe rãnh không khó khó chính là chỉnh tề như thế sâu như thế lớn như thế nhìn về phía trên căn bản không phải tận lực làm ra mà là chỗ sinh linh cường đại đi qua tự nhiên cày ra khe rãnh đến cùng xảy ra chuyện gì giang trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng tàn phá bốn phía thì thao tự nói thông qua thiên mục thần đồng của hắn quan sát bốn phía chung quanh vách núi căn bản không có một tia khí tức sinh linh cường đại gì hỏa nha nhất tộc gì phảng phất chưa từng xuất hiện qua hoặc là phảng phất những lực lượng cường đại kia đã nương theo cảnh tượng tàn phá này biến mất không có khả năng giang trần không cách nào tin nếu có một loại lực lượng có thể làm cho hỏa nha nhất tộc lập tức biến mất vậy loại lực lượng kia quả thật là đáng sợ chương 514, linh thú vương giả chém giết. Giang Trần từ trong khe nham thạch chui ra, đi trên mảnh đất khô cằn, đột nhiên có một loại cảm giác cô độc như ở giữa thiên địa, chỉ còn một mình ta. Đất dưới chân khô cằn, còn có nhiệt độ sót lại, phảng phất nhắc nhở Giang Trần, cảnh tượng tận thế này mới xảy ra không lâu. Giang Trần một đường đi tới, đập vào mắt đều là đất đai khô cằn. Mảng lớn mảng lớn rừng rậm đã bị đốt thành cho, cây cối tàn lụi. Vô số thi cốt, bị đốt chỉ còn lại khung xương, chỉ có thể từ hình dạng phán đoán rốt cuộc là thi cốt của người hay là thi cốt hung thú nhìn xem cảnh tượng chỉ có tận thế mới có trong lòng giang trần cũng thở dài đoạn đường này đi tới chỉ là thi cốt nhân loại ít nhất cũng có trăm bộ đây vẫn chỉ là vùng hắn đi qua địa phương khác không có đi phương viên trăm dặm số lượng tử vong tuyệt đối vượt qua ba giang trần tăng nhanh cước bộ dọc theo con đường này không có bất kỳ quấy dối không có bất kỳ nguy hiểm phảng phất trong phạm vi trăm dặm này tất cả sinh linh sống đã bị đại hỏa đốt thành cho bụi. Đích thật là như vậy, Giang Trần một đường đi tới, đi bảy tám dặm, hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì. Tất cả khí tức sinh mệnh đều táng thân trong đại hỏa. Không thấy vân viêm chi hoa, cũng không thấy hỏa nha nhất tộc. Đến cùng xảy ra chuyện gì, trong đầu Giang Trần tràn đầy nghi vấn, bất quá hắn cũng là người rộng rãi, tuy không được vân viêm chi hoa, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Hết thảy được mất, đều có phúc duyên không có vân viêm chi hoa hiện tại xem ra cũng chưa hẳn là chuyện xấu nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi lại nhìn thi cốt vì chỗ có thể thấy được giang trần cảm thấy may mắn ít nhất mình còn sống sau tai nạn hủy thiên diệt địa có thể có tư cách đi trên đường ít nhất là một loại hạnh phúc so với những thi cốt nằm kia hạnh phúc hơn nhiều lắm còn sống là hạnh phúc về phần vân viêm chi hoa mệnh chung chú định đã không phải của mình giang trần tự nhiên sẽ không quá so đo loại được mất này mặc dù đồ vật tốt nhưng cuối cùng không tốt bằng còn sống lại đi một đoạn đường giang trần hít hít cái mũi triển khai thất khiếu thông linh bỗng nhiên ở trong một đám than cốc nghe được mùi máu tanh mùi máu tanh này tuy rất nhẹ phảng phất cách rất xa nhưng mà giang trần lại có thể xác định đây tuyệt đối là mùi máu tươi phó giả đối với mùi máu tươi là phi thường mẫn cảm có mùi máu tanh chẳng lẽ xuất hiện chém giết trong đầu giang trần hiện lên một ý niệm chân men theo mùi huyết tinh kia bước nhanh chạy đi hỏa thiêu chăm dặm ba ngày ba đêm, theo đạo lý vùng này có lẽ không có người sống. Không có người sống, thì nơi nào đến chém giết, chẳng lẽ là hỏa nha nhất tộc, hoặc là có võ giả nhân loại khác xông tới. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ cũng không đúng. Hỏa thiêu chăm dặm một mảnh phế tích, võ giả nhân loại may mắn còn sống, chỉ sợ làng tránh còn không kịp, làm sao có thể dám tới đây. Ân, đó là cái gì? Giang Trần nghe được mùi máu tươi càng ngày càng nặng, trong lúc đó, thiên mục thần đồng hơi động một chút, chứng kiến phía trước vậy mà một đường nhỏ máu dọc theo vết máu đi về phía trước đột nhiên giang trần dừng bước phía trước ở trong một mảnh bình nguyên trên đường đi qua vậy mà khắp nơi nằm lấy rất nhiều thi thể thi thể của hỏa nha mỗi một con hỏa nha cái đầu đều lớn như một người nhưng giờ phút này những con hỏa nha kia thập phần thê thảm phảng phất bị lực lượng cường đại gì đó đánh chúng mỗi một con đều là huyết nhục mơ hồ loại thương thế này giống như bị vật nặng đánh chúng có chút thậm chí bị đánh thành bánh thịt. Nếu không phải hỏa nha có lông vũ hồng sắc đặc biệt, còn có cái miệng kia, chỉ sợ Giang Trần cũng nhận không ra, này dĩ nhiên là những hỏa nha không ai bị nổi lúc trước. Quả nhiên là hỏa nha nhất tộc, Giang Trần dùng mình, chỉ nhớ ba ngày trước không ngừng hiển hiện, khi đó, những hỏa nha này là không ai bị nổi bực nào. Ba ngày trước, những hỏa nha này hăng hái, không ai bị nổi, hỏa thiêu trăm dặm, ở dưới hỏa nha vương chi phối, quả thực là chúa tể của mảnh đất này. Thế nhưng mà trong nháy mắt, những hỏa nha này thây ngã khắp nơi trên đất, dọc theo đường đi qua, tối thiểu không dưới 500 con. Có thể thoáng cái diệt sát 500 con hỏa nha, này sẽ là lực lượng đáng sợ dạng gì. Giang Trần nhìn khắp nơi là thi thể hỏa nha, trong nội tâm dâng lên hàn ý. Bất quá cái này cũng không có để cho Giang Trần dừng bước. Càng quỷ dị, Giang Trần càng muốn dò xét đến tột cùng. Chiêm chiếp chiêm chiếp, ngay lúc này, rất nhiều tiếng gáy bén nhọn, kinh động đến Giang Trần suy nghĩ. Thanh âm gáy minh này, Giang Trần cũng không xa lạ gì, là của hỏa nha phát ra. Thanh âm gáy minh kia, giờ phút này nghe thập phần nôn nóng, thậm chí hốt hoảng. Hơn nữa, từ trong thanh âm phân biệt, là một nhóm lớn hỏa nha cùng kêu lên. Tình huống như thế nào? Giang Trần theo thanh âm phán đoán vị trí, ước chừng phân biệt ra được, nhóm hỏa nha này, vậy mà hướng cùng một chỗ, như làm việc nghĩa không chùn bước đánh tới. Nhìn tình hình kia, dáng vẻ còn thập phần lo lắng. Qua đi xem. Giang Trần hạ quyết tâm, liền hướng nơi đó chạy như bay. Ước chừng ngoài 30 dặm, một bình nguyên bị đại hỏa đốt cháy, lộ ra cực kỳ thê lương hoang bại, vô số hỏa nha ở trên không vô cùng lo lắng đảo qua đảo lại. Mà hỏa nha vương lần trước Giang Trần chứng kiến, giờ phút này cũng ở nơi đây. Chỉ là bất đồng lần trước, toàn thân hỏa nha vương vết thương trồng chất, trên người có rất nhiều miệng vết thương còn đang chảy máu, lông chim như hỏa diếm cũng lộn xộn, lộ ra thập phần chật vật. Giờ phút này phong phạm vương giả cũng không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành bộ dáng chật vật không chịu nổi. Bất quá, mặc dù bộ dáng thập phần chật vật, nhưng hỏa nha vương vẫn hung hãn như trước, lông vũ toàn thân dựng ngược, ánh mắt hung lệ nhìn mặt đất, bướng bỉnh mà hung ác. Mặt đất, một cự thú thể tích khổng lồ, dài khoảng chừng hai ba mươi trượng, phục phục trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hền. Trong mũi nó phát ra tiếng phì phì, thở hồn hền như trâu, thổi đến cho tàn trên mặt đất bay loạn bốn phía. Con cự thú này rất khổng lồ, bề ngang vượt qua bốn năm cái bồn nước, lân giáp toàn thân đỏ bừng, từng mảnh từng mảnh, tản ra quang mang xích sắc dữ tợn. Số điều mau, bất quá là đoạt một đóa vân viêm chi hoa của ngươi, cần dốc sức liều mạng như vậy sao? Cự thú kia một bên thở, một bên gầm nhẹ hỏi. Hỏa Nha Vương giận dữ, thối bỏ sát, ngươi không biết vân viêm chi hoa này là hy vọng duy nhất để ta trùng kích thánh phẩm sao? Ngươi đoạt vân viêm chi hoa của ta, kia chính là hủy tiến giai chi đạo duy nhất của ta ta muốn ngươi chết, lại nuốt huyết nhục của ngươi. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, đời đời con cháu của ngươi, đã chết hơn phân nửa, chính ngươi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, còn muốn giết ta. Lúc nào linh phẩm đỉnh phong dám dõng dạc, muốn giết thánh phẩm linh thú như ta. chương 515, ác chiến, tất cả có bản tính một. Cự thú kia ngữ khí khinh thường, hỏa nha vương giữ tợn cười nói, thánh phẩm linh thú, đúng vậy, người thật sự là thánh phẩm linh thú, bất quá, người đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, Dương thọ của ngươi gần hết, công lực chậm rãi tản đi. Cho nên, ngươi mới không tiếc bất cứ giá nào, đến đoạt phân viêm chi hoa của ta. Ý đồ chậm lại công lực tản mạn khắp nơi. Chỉ tiếc, thực lực ngươi mạnh, huyết mạch cao, cuối cùng lại không chiến thắng được tuế nguyệt. Ngươi già rồi, ngay cả linh phẩm đỉnh phong như ta cũng giết không được. Cho nên, hôm nay, là tử kỳ của ngươi, ngữ khí của hỏa nha vương tràn đầy cừu hận, tràn đầy sát ý. Con cửa thú này, dĩ nhiên là thánh phẩm linh thú. Giang Trần xa xa che giấu thân hình, núp trong bóng tối quan sát. Nghe Hỏa Nha Vương nói như vậy, nhịn không được hướng nhìn lại cự thú kia. Trong đầu lập tức hiện lên một cái tên, Chu Lân Hỏa Tích, đây là một chi nhánh của viễn cổ long tộc, trong huyết mạch, có một bộ phận huyết mạch long tộc. Tuy đại đại tương truyền, không ngừng pha loáng, nhưng với tư cách chi nhánh long tộc, Chu Lân Hỏa Tích này ở nhiều phương diện, vẫn có một ít đặc điểm của long tộc. Nói thí dụ như lân giáp trên người, là hình dạng chỉ long tộc mới có ví dụ như tứ chi, tuy không quá giống long chảo của long tộc, năng lực công kích còn lâu mới có thể đánh đồng long chảo, nhưng hình dạng bên ngoài cũng rất là tương tự. Đã có huyết mạch long tộc, cho dù huyết mạch lại mỏng manh, cuối cùng cũng là huyết mạch của long tộc. Cho nên, năng lực tiến hóa của Chu Lân Hỏa Tích này rất mạnh, thực lực tự nhiên cũng rất nghịch thiên. Đầu Chu Lân Hỏa Tích này đạt đến thánh phẩm, tương đương với nguyên cảnh lão quái của nhân loại. Thánh phẩm, nghe rất lợi hại, nhưng với tư cách huyết mạch của long tộc, kỳ thật đầu chu lân hỏa tích này tiến hóa cấp bậc xem như tương đối thấp mà đầu chu lân hỏa tích này mãi cho đến già chết cũng vẫn là thánh phẩm chứng minh độ tinh khiết của huyết mạch long tộc trong cơ thể nó đã cực kỳ bé nhỏ nếu không dùng uy lực của huyết mạch long tộc quả quyết không chỉ tiến hóa đến thánh phẩm thánh phẩm linh thú chết già dương thọ ít nhất đã ngoài vạn năm dù sao tuổi thọ của linh thú dài hơn nhân loại nhiều lắm nguyên cảnh lão tổ của nhân loại nếu không có kiếp nạn Dương thọ phổ biến có thể vượt qua 5.000 tuổi, vận khí tốt, cũng có sống qua 7 tám thậm chí còn có nguyên cảnh sống quá một vạn tuổi. Đương nhiên, tổng thể mà nói, dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của linh thú sẽ cao hơn một chút. Mặc kệ linh thú hay nhân loại, một khi dương thọ gần hết, không thể nghịch chuyển, công lực toàn thân sẽ từ từ tiêu tán, chậm rãi thoái hóa thành phàm nhân, cuối cùng lão hủ, hai tay buông xuôi. Nghe khẩu khí của hỏa nha vương, đầu chu lân hỏa tích này, hiển nhiên đã là mặt trời lặn phía tây, Dương Thọ gần hết rồi. Dương Thọ gần hết, công lực toàn thân sẽ từ từ lui tán. Con Chu Lân hỏa tích kia hiển nhiên không muốn tiếp nhận sự thực này. Coi như là lão quái sống vạn năm cũng không có khả năng lạnh nhạt đối mặt tử vong. Ở trước khi Dương Thọ hao hết, dầu hết đèn tắt, tổng không khỏi làm một phen dẫy dọa. Giang Trần chợt nhớ tới thời điểm mình ở chỗ sâu trong nham thạch tiềm hành, không phải cảm giác được một cỗ chấn động cường đại, phi tốc chảy qua sao? Hiện tại ngẫm lại nhất định chính là con chu lân hỏa tích này hành động. Mà con chu lân hỏa tích này, nhất định là hướng về phía vân viêm chi hoa. Chính là bởi vì cướp đoạt vân viêm chi hoa, nên bị hỏa nha nhất tộc đuổi giết, một đường chém giết đến nơi đây. Ven đường mấy trăm hỏa nha chết trận kia, có lẽ là do con chu lân hỏa tích này giết. Vân viêm chi hoa là thiên tài địa bảo, nếu bị chu lân hỏa tích nuốt, ở trên trình độ nhất định, hoàn toàn chính xác có thể bồi bổ, chậm lại tốc độ tán công, giảm bớt bước chân tử thần đi đến thế nhưng mà đối với hỏa nha vương mà nói vân viêm chi hoa này là mệnh căn của nó là mấu chốt để nó tiến giai thánh phẩm linh thú bị chu lân hỏa tích cướp đoạt tự nhiên là giận tím mặt mang theo tất cả hỏa nha đuổi giết trên đường đi không ngừng chiến đấu cuối cùng chặn đứng chu lân hỏa tích xong phương chém giết một hồi rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương lẫn nhau đều không cách nào giết chết đối phương tuy hỏa nha vương cường đại có rất nhiều từ tôn thế nhưng nó cuối cùng chỉ là linh phẩm đỉnh phong người của nó nhiều, tính cơ động mạnh, đây là ưu thế của nó. Nhưng linh phẩm đỉnh phong đối mặt thánh phẩm linh thú, lực công kích của nó tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên, nó cũng không cách nào thoáng cái diệt sát Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích là thánh phẩm linh thú, thế nhưng mà Dương Thọ hao hết, cơ hồ đã đến trạng thái dầu hết đèn tắt, một thân tu vi tản hơn phân nửa. Chính là vì tu vi không bằng hai ba thành lúc đỉnh phong, mới có thể bị hỏa nha nhất tộc truy trật vật như vậy. Nếu không, dùng trạng thái đỉnh phong của Chu Lân Hỏa Tích, diệt sát hỏa nha nhất tộc, tuyệt đối là sự tình mấy phút. Thánh phẩm linh thú, quả nhiên là không dễ chọc, một con thánh phẩm linh thú tiếp cận dầu hết đèn tắt, cũng đủ để cho hỏa nha nhất tộc tử thương hơn phân nửa. Xem ra, mặc dù hỏa nha vương nói hung ác, cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Giang Trần nhìn ra được, tuy cự thú kia hấp hối, rất là mệt mỏi. Nhưng mà hỏa nha vương cũng không khá hơn chút nào, ít nhất, nó không có nắm chắc triệt để giết chết Chu Lân Hỏa Tích nếu không, dùng hung tính của hỏa nha vương, sao có thể nói nhảm nhiều như vậy? Đã sớm bảo thủ hạ vây công chu lân hỏa tích rồi. Chu lân hỏa tích nằm trên mặt đất, gầm nhẹ một tiếng, dùng khẩu khí thương nghị nói. Số mau điểu, ta đã nuốt phân viêm chi hoa, bây giờ ngươi đau khổ bức bách, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Không bằng cứ như vậy bỏ qua, ngươi để cho ta luyện hóa vân viêm chi hoa, ta khôi phục một bộ phận công lực. Vạn nhất ta có một đường sinh cơ, về sau tất sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi, trả lại ngươi chỗ tốt gấp 10 lần. Tình thế so người cường, nếu ở bình thường, Chu Lân Hỏa Tích tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép như vậy, dùng khẩu khí thương lượng nói chuyện với một con linh thú linh phẩm đỉnh phong. Thế nhưng mà, hiện tại nó hao không nổi, hao tổn nhiều một phút đồng hồ, dương thọ của nó sẽ ít một phút đồng hồ. Vì sống sót, Chu Lân Hỏa Tích không tiếc hạ thấp thân phận, cùng Hỏa Nha Vương thương lượng. Hỏa Nha Vương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nhe răng cười nói: Bỏ qua, ngươi là già đến ngu ngốc sao? Hay cảm thấy ta rất dễ lừa bịp? Thả ngươi đi, về sau đi đâu tìm ngươi? Hơn nữa, dù cho ngươi luyện hóa Vân Viêm chi hoa, cũng không quá đáng là chậm lại bước chân tử vong. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể nghịch thiên, còn có thể kéo dài dương thọ, khôi phục đỉnh phong? Đây là nằm mơ, lùi một vạn bước mà nói, coi như ngươi có thể kéo dài dương thọ, khôi phục đỉnh phong, báo đáp ta. Chỉ sợ tới lúc đó, chuyện thứ nhất ngươi muốn làm, là tìm ta tính sổ a chương 516, ác chiến, tất cả có bản tính hai Chu lân hỏa tích vội vàng nói, ta có thể lập thiên địa thể ước, tuyệt đối không báo thù ngươi. Miễn đi, hỏa nha vương khạc khạc quái gọi, ngươi nói phá thiên, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng chết, còn không bằng hiện tại chết. Còn có thể để ta ăn được huyết nhục mới lạ, tuy thân thể ngươi biến chất, dương thọ gần hết, nhưng mà huyết mạch là vĩnh viễn sẽ không biến chất, lúc truyền thừa liền có nếu như ta ăn huyết mạch của ngươi dù không có vân viêm chi hoa đột phá thánh phẩm chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay ha 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 thối bỏ sát người nói người đã sắp chết sao không ngoan ngoãn trốn ở trong hang ổ chờ chết lại chạy đến địa bàn của ta đây là ông trời chú định muốn cho ta một cơ hội đột phá thánh phẩm a hỏa nha vương dương dương đắc ý trong ánh mắt hung hãn tràn ngập hưng phấn nguyên lai like, mục tiêu của hỏa nha vương này căn bản không phải đoạt lại vân viêm chi hoa mà là muốn nuốt huyết nhục của chu lân hỏa tích huyết mạch của thánh phẩm linh thú, cực kỳ cao quý, hỏa nha vương đối với chuyện này tự nhiên là phi thường tinh tường. Có lẽ vân viêm chi hoa chỉ có 5 thành đột phá, nhưng nếu có thể thôn vệ huyết mạch của thánh phẩm linh thú, cái kia chỉ ít có 9 thành. Hơn nữa, trong huyết mạch của thánh phẩm linh thú, còn có trí nhớ truyền thừa. Nếu có thể thu được trí nhớ truyền thừa trong huyết mạch, đối với hỏa nha vương mà nói, vậy thì càng là chuyện tốt song hành rồi. Cho nên, dù không có sự tình vân viêm chi hoa, hỏa nha vương cũng tuyệt đối không buông tha chu lân hỏa tích chu lân hỏa tích nghe vậy trong hai mắt lớn hơn chuông đồng bắn ra một đạo hung quang điên cuồng nở nụ cười ăn huyết nhục của ta ngươi thật sự là con cóc hắt hơi khẩu khí thật lớn chỉ là tiện trùng linh phẩm cũng dám ngấp nghé hậu duệ long tộc ta ha 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 hậu duệ long tộc là không sai chỉ bốn chữ hậu duệ long tộc này thì bổn vương nhất định phải nuốt huyết nhục của ngươi cướp lấy truyền thừa trí nhớ trong huyết mạch của ngươi ngữ khí của hỏa nha vương điên cuồng đột nhiên hỏa nha vương ngửa đầu rít một tiếng bốn phương tám hướng hỏa nha như là mũi tên điên cuồng bổ tới chu lân hỏa tích hỏa nha vương đây là quyết tâm muốn dùng chiến thuật quần ẩu tươi sống kéo chết chu lân hỏa tích chu lân hỏa tích tiếp cận dầu hết đèn tắt nằm dạp trên mặt đất công lực còn lại đã thừa không có mấy bất quá nó dù sao cũng là thánh phẩm linh thú mặc dù hỏa nha vương biết rõ đối phương tùy thời có khả năng tắt thở nhưng nó vẫn không dám đi tự mình công kích nó biết rõ, một khi thánh phẩm linh thú táo bạo, cho dù chỉ còn một hơi cuối cùng, lực lượng bạo phát ra cũng là phi thường khủng bố. Tuy Hỏa Nha Vương tham lam, nhưng lại không muốn đi va chạm một kích cuối cùng của Chu Lân Hỏa Tích. Cho nên, nó phái con cháu Hỏa Nha nhất tộc đi quần ẩu, để cho những pháo hôi này đi tiêu hao Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích chỉ còn lại một hơi cuối cùng, mặc dù kéo dài thời gian cũng có thể kéo chết nó. Hiển nhiên Chu Lân Hỏa Tích cũng bị Hỏa Nha Vương chọc giận trong nội tâm có một ngụm ác khí, cơ hồ muốn tạc ra. Huyết mạch nó cao quý, chưa bao giờ chán nản qua như thế. Hôm nay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lại bị một đám hỏa nha huyết mạch đê tiện khi dễ, đường đường thánh phẩm linh thú, hậu duệ long tộc, lại bị chúng quần ẩu. Dẹp mau xúc sinh, đều chết cho ta. Chu lân hỏa tích gầm nhẹ một tiếng, phần đuôi quét qua, cái đuôi dài đến mấy trượng, như một trường tiên hủy thiên diệt địa, kích xạ ra vô số hào quang như thiểm điện tạp sát sát cái đuôi quét qua toàn bộ hư không phảng phất như sụp đổ trên trăm con hỏa nha lao xuống bị hào quang như tia chớp kia xoắn một phát liền bị xoắn đến huyết nhục bay tứ tung nhao nhao rơi xuống đất mỗi một con hỏa nha này ít nhất có thể so với tiểu linh cảnh nhân loại thế nhưng mà trên trăm con hỏa nha lao xuống lại bị cái đuôi kia quét qua chết sạch toàn bộ chu lân hỏa tích này không hổ là thánh phẩm linh thú cái đuôi quét qua ẩn chứa uy lực của đại đạo hoàn toàn vượt ra phạm trù tiên cảnh làm cho những hỏa nha kia, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá, một kích này, làm cho một ít lực lượng còn sót lại của Chu Lân Hỏa Tích, càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Hồn hền, hồn hền, Chu Lân Hỏa Tích thở phì phò, thấp giọng quát ầm lên. Số điều mau, ta nhìn người còn có bao nhiêu tử tôn có thể hy sinh. Hy sinh hết, người liền thành người cô đơn, coi như người tiến giai thánh phẩm, lại cùng ai xưng vương xưng bá. Không sợ chết, người cứ tiếp tục tới, ta sống không được, kéo người cùng lên đường vẫn có vài phần nắm chắc ước chừng chu lân hỏa tích cũng biết cuộc diện hôm nay nhất định là khó tránh khỏi một kiếp rồi bất quá linh thú đều rất hung hãn mặc dù chết cũng phải kéo đối thủ đệm lưng chu lân hỏa tích nói cũng chính là điểm hỏa nha vương kiêng kỵ nhất chu lân hỏa tích cố nhiên là vùng vẫy dẫy chết tùy thời có khả năng quải điệu thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu trước khi chu lân hỏa tích chết sẽ không có thủ đoạn giết chết nó Hỏa Nha Vương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng lớn, nhìn qua trên trăm con cháu, thoáng cái đã bị Chu Lân Hỏa Tích giết mất, trong lòng cũng không ngừng nhỏ máu. Hỏa Nha nhất tộc sinh sôi nảy nở đến nay, có thể có quy mô lớn như vậy, nó một mực rất là kiêu ngạo. Thế nhưng mà, đuổi giết Chu Lân Hỏa Tích, cái giá thật sự quá lớn, đời đời con cháu của nó, ít nhất vẫn lạc hơn phân nửa. Chiếu cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ giết chết Chu Lân Hỏa Tích, tử tôn của nó cũng không còn bao nhiêu. Chỉ là, hôm nay cái thế cục này đã đâm lao thì phải theo lao hoặc là tiếp tục công kích thẳng đến chu lân hỏa tích tử vong hoặc là tiếp tục chờ chờ chu lân hỏa tích này tiêu tan hết công lực hai tay buông xuôi bất quá thật muốn chờ đợi như vậy chu lân hỏa tích này một thời ba khắc hiển nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy thánh phẩm linh thú coi như hấp hối nhưng năng lượng sinh mệnh lại không hao hết dễ dàng như vậy nhất là chu lân hỏa tích này đã ăn vân viêm chi hoa nhận được một cơ hội đại bổ nếu như cho nó thời gian để nó luyện hóa, như vậy Chu Lân Hỏa Tích này, dù không thể kéo dài bao nhiêu tuổi thọ, nhưng thời gian ngắn vẫn có thể khôi phục năm sáu thành công lực. Một khi khôi phục năm sáu thành công lực, Hỏa Nha Vương tự hỏi, mình căn bản không cách nào chống cự. Cho nên, tuyệt đối không thể chờ đợi, còn phải tiếp tục đấu. Chỉ có đấu xuống dưới mới có thể quấy rối Chu Lân Hỏa Tích, để cho Chu Lân Hỏa Tích không có thời gian đi luyện hóa Vân Viêm Chi Hoa. Đương nhiên, đấu xuống dưới như vậy, cái giá rất thảm trọng. Hỏa Nha Vương không dám lên, như vậy muốn đấu xuống dưới, phải không ngừng điền tánh mạng của con cháu. chương 517, ý định trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Tuy Hỏa Nha nhất tộc, đối với Hỏa Nha Vương nói gì nghe nấy, nhưng mà để chúng nó không ngừng chịu chết, Hỏa Nha Vương cũng có chút trột dạ. Hiện tại, tử tôn còn lại của Hỏa Nha Vương đã không bằng một phần ba nguyên lai. Dùng tốc độ tiêu pha này, rất nhanh sẽ bị diệt sạch. Các con, không cần cận công, dùng cánh chim xả kích, xa xa công kích hỏa nha vương cắn răng một cái, hạ lệnh, tuy cánh chim xạ kích, tổn thương đối với chu lân hỏa tích không bằng tấn công cận thân, nhưng mà ít nhất có thể quấy rối chu lân hỏa tích. Hiện tại, hỏa nha vương không cầu lập tức sát thương, chỉ cầu kéo chết chu lân hỏa tích. Viễn trình xạ kích, đã có thể quấy rối chu lân hỏa tích, lại không cần lo lắng bị chu lân hỏa tích công kích. Đây là ưu thế của hỏa nha nhất tộc, lông chim trên người hỏa nha cực kỳ cứng rắn, là một tầng bảo hộ của thân thể chúng. Có thể so với khôi giáp, mũi tên cũng rất khó bắn xuyên. Cho nên, dùng lông chim thoát ly bản thể công kích, bắn ra một căn, liền thiếu một căn. Đối với hỏa nha mà nói, cái này kỳ thật cũng là một loại đấu pháp tự hại mình. Bất quá, đấu pháp tự thương hại, so với đấu pháp tự sát tốt hơn rất nhiều. Đạt được mệnh lệnh của hỏa nha vương, tất cả hỏa nha đều tránh ra phạm vi sát thương của chu lân hỏa tích, hưu 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 phóng ra lông chim công kích. Lông chim này công kích, như mũi tên nhọn, một cây hai cây, có lẽ tổn thương không lớn. Thế nhưng mà quy mô lớn, đối với chu lân hỏa tích hấp hối mà nói cũng là một đại khảo nghiệm ba 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 những lông chim này công kích như là hạt mưa không ngừng rơi vào trên người chu lân hỏa tích bắn vào trên lân giáp đỏ thấm phát ra tiếng vang thanh thúy xa xa giang trần nhìn thấy một màn này trong nội tâm cũng tán thưởng chu lân hỏa tích nghe đồn lực phòng ngự của lân giáp vô địch công kích cùng cấp bậc ít có thể công phá hơn nữa sau lân giáp da dày thịt thô phòng ngự đồng dạng kinh người công kích xa như vậy chỉ sợ không tổn thương đến Chu Lân Hỏa Tích. Bất quá, con Chu Lân Hỏa Tích kia gục ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, xem bộ dáng là thật sự tiêu hao rất nhiều. Như vậy xem ra, tán công đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Bất quá dù vậy, không nhìn mấy trăm con hỏa nha công kích từ xa, lực phòng ngự kia mạnh, cũng khiến cho Giang Trần âm thầm tắc lưới. Lực phòng ngự nghịch thiên như vậy, không hổ là huyết mạch long tộc. Dù Chu Lân Hỏa Tích kia gần chết, lực phòng ngự cũng kinh người như thế. Nếu là trạng thái đỉnh phong chỉ sợ cường giả nhân loại cùng cấp bậc căn bản không cách nào chống lại nó a à. trong nội tâm giang trần tán thưởng chứng kiến loại chiến đấu này bước chân của giang trần càng khó ly khai trước kia còn có chút lo lắng giờ phút này cũng buông lỏng bất kể là chu lân hỏa tích hay là hỏa nha vương hôm nay đều không ở trạng thái đỉnh phong chu lân hỏa tích cố nhiên là giàu hết đèn tắt tràn đầy nguy cơ hỏa nha vương kia sau một trận ác chiến mình đầy thương thích chỉ sợ sức chiến đấu cũng không còn một nửa hai con linh thú như vậy, Giang Trần không kiêng kỵ quá nhiều rồi. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Giang Trần quyết định, lưu lại nhìn xem, nhìn xem có cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi không. Nếu như hỏa nha vương quyết tâm muốn cùng Chu Lân hỏa tích đấu đến cùng, nó tất phải đích thân ra tay. Chỉ cần hỏa nha vương cùng Chu Lân hỏa tích đói trọi, song phương tiêu hao thất thất bát bát, Giang Trần lại nhảy ra, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vậy thì dễ dàng nhiều lắm. Về phần đại quân hỏa nha còn lại, tuy Giang Trần kiêng kỵ, nhưng vẫn có biện pháp đối phó. Dù sao, hiện tại những hỏa nha còn lại kia, số lượng đã không bằng một phần ba nguyên lai, like, hơn nữa đánh lâu, sức chiến đấu của mỗi một con hỏa nha đều giảm bớt đi nhiều. Đừng nói Giang Trần đẩy ra vô số phệ kim thử, dù không có, dựa vào băng hỏa yêu liên cùng nguyên từ Kim Sơn, cũng đủ đối phó những hỏa nha này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hỏa nha vương cùng Chu Lân hỏa tích lưỡng bại câu thương. Hiện tại, cục diện kia đã ẩn ẩn hình thành, bất quá còn kém một bước cuối cùng. Giang Trần cũng nhìn ra được, hỏa nha vương đối với Chu Lân hỏa tích là nguyện nhất định phải có. Nhưng mà, dựa vào chiến thuật quấy rối như vậy, Chu Lân hỏa tích căn bản không quan tâm. Nhìn bộ dạng của Chu Lân hỏa tích vẫn không nhúc nhích, những lông chim kia công kích, tựa hồ gãi ngứa cho nó, căn bản không có tác dụng gì. Có lẽ, Chu Lân hỏa tích này liều mạng nguy hiểm bị công kích, đã bắt đầu luyện hóa vân viêm chi hoa. Chỉ cần triệt để luyện hóa vân viêm chi hoa, hấp thu linh lực của vân viêm chi hoa, chu lân hỏa tích ít nhất có thể khôi phục năm sáu thành lực lượng. Đến lúc đó, hỏa nha nhất tộc liền xong đời, Giang Trần Hận không thể nhắc nhở hỏa nha vương thoáng một phát. Công kích như vậy đối với chu lân hỏa tích căn bản không có hiệu quả, chẳng khác gì cung cấp cho chu lân hỏa tích thời gian luyện hóa vân viêm chi hoa. Bất quá lý trí vẫn tự nói với mình, không thể xúc động. Giang Trần rất rõ ràng, nếu hắn thỏ đầu ra, hỏa nha vương nhất định sẽ điên cuồng đối phó hắn cũng không phải hỏa nha vương có cửu oán với hắn mà là dưới loại tình huống này hỏa nha vương tuyệt đối không cho phép có thế lực thứ ba xuất hiện quấy rầy kế hoạch nuốt chu lân hỏa tích của nó hỏa nha vương a à, hỏa nha vương người sợ chết như vậy còn muốn thôn vệ huyết mạch của hậu duệ long tộc chờ chu lân hỏa tích này luyện hóa hết phân viêm chi hoa người liền xong đời chỉ cần thánh phẩm linh thú khôi phục năm sáu thành công lực giết một con linh thú linh phẩm đỉnh phong tuyệt đối như giết kiến căn bản không có bất luận độ khó gì đừng nhìn hỏa nha vương có thể bay tính cơ động mạnh nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối một khi tạo ra khí tràng chỉ sợ hỏa nha vương nhúc nhích thoáng một phát cũng không được chỉ cần uy áp của thánh phẩm linh thú xông lên phương viên chăm dặm tất cả sinh linh tu vi tiên cảnh đều sẽ lạnh run hỏa nha vương chứng kiến tình hình bực này trong ánh mắt hung hãn cũng lộ ra lo nghĩ nó đại khái cũng đã nhìn ra tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp theo thời gian trôi qua tâm tình của hỏa nha vương càng thêm nôn nóng nó giết một tiếng hai cánh che khuất bầu trời của hỏa nha vương chấn động lao xuống dưới nó quyết định mặc dù mạo hiểm cũng phải đích thân công kích không thể để cho chu lân hỏa tích này luyện hóa vân viêm chi hoa nếu không hỏa nha nhất tộc sẽ bị diệt hỏa nha vương chấn động hai cánh hai cánh biến thành hai thanh đại đao bộc lộ tài năng nhắc lên uy thế đáng sợ như thiểm điện bổ xuống tính cơ động cùng tốc độ của hỏa nha vương là ưu thế lớn nhất của nó cho nên song đao như thiểm điện kia cũng phát huy ưu thế của nó đến cực hạn. Ánh sáng màu đỏ lóe lên như ánh mặt trời chói mắt, bổ tới đầu của Chu Lân Hỏa Tích. Chương 518, chiến đấu điên cuồng một, hơn nữa, mục tiêu minh xác, vậy mà trực chỉ hai mắt của Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích, toàn thân đều cứng rắn như sắt, lân giáp kia phòng ngự cực mạnh, rất khó phá mở. Nhưng mà, lực phòng ngự cường thịnh hơn nữa, cũng luôn có nhược điểm. Nhược điểm của Chu Lân Hỏa Tích, ngay ở cặp mắt. Con mắt là khu vực không có lân giáp bao trùm, cũng là nhược điểm duy nhất mà Hỏa Nha Vương có thể công kích. Thối bỏ sát, chết đi. Hỏa Nha Vương giữ tận cười cười, tốc độ cực nhanh, mũi nhọn đã bổ trúng hai mắt của Chu Lân Hỏa Tích. Ngao, ô ô ô, Chu Lân Hỏa Tích đang luyện hóa Vân Viêm Chi Hoa, phản ứng vốn chậm nửa nhịp, tăng thêm tốc độ của Hỏa Nha Vương cực nhanh, dùng thực lực hiện tại chưa tới một thành của Chu Lân Hỏa Tích, vậy mà không kịp phản ứng. Xoẹt, xoẹt, hai mắt của Chu Lân Hỏa Tích bị bổ ra vết cắt thật dài, máu tươi bắn ra. Một kích bất thình lình, làm cho Chu Lân Hỏa Tích thống khổ, hai mắt bắn ra máu tươi, thống khổ kêu to. Mất đi hai mắt, Chu Lân Hỏa Tích càng thêm bị động. Thân thể khổng lồ ở nguyên chỗ nhấp nhô, cái đuôi còn cường hãn hơn roi sắt vù 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 đập mạnh, như đã bị điên. Rầm rầm rầm, cái đuôi của Chu Lân Hỏa Tích không ngừng nện lên mặt đất, mỗi nện một phát, mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh cực lớn. Toàn bộ mặt đất ở dưới Chu Lân Hỏa Tích nổi giận công kích, liền không ngừng sụp đổ không bao lâu mặt đất chung quanh chu lân hỏa tích trọn vẹn hãm xuống bảy tám trượng lợi hại lợi hại giang trần nuốt từng ngụm nước bọt chu lân hỏa tích này cuồng bạo thậm chí có lực phá hoại lớn như vậy như vậy xem ra trước kia trên vách núi bị cày qua từng khe rãnh nhất định là thủ bút của chu lân hỏa tích là nó chém giết đoạt vân viêm chi hoa lưu lại hỏa nha vương cũng giảo hoạt vậy mà công kích con mắt của chu lân hỏa tích bởi vậy thị giác của chu lân hỏa tích bị phá hư tăng thêm thực lực đại giảm nó xem như xong rồi. Giang Trần đang xem cuộc chiến, cũng cực kỳ chú ý tình hình chiến đấu. Nhìn thấy Chu Lân Hỏa Tích thương càng thêm thương, trong nội tâm âm thầm khuyến khích Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Hỏa Nha Vương giết như vậy, tốt nhất là trước khi chết, có thể cho Hỏa Nha Vương một kích chí mạng. Kể từ đó, ta mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lưỡng bại câu thương, đây là cục diện Giang Trần hy vọng chứng kiến nhất. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý Vân Viêm chi hoa gì rồi. Chu Lân Hỏa Tích cùng Hỏa Nha Vương, cái nào không chân quý hơn Vân Viêm chi hoa. Chu Lân Hỏa Tích tựa hồ triệt để nổi giận rồi, cái đuôi không ngừng nện, đầu thì quay loạn, thân thể nhấp nhô. Phảng phất công kích nó không phải Hỏa Nha Vương, mà là mặt đất. Cho nên, nộ khí của nó đều phát tiết ở trên mặt đất. Bụi đất tung bay, thanh thế rung trời, cách xa như vậy cũng chấn đến màng tai Giang Trần ong ong. Cũng may bản thạch chi tâm của hắn dị thường kiên định, tâm thần không đến mức bị hao tổn. Việc lạ việc là a à, chu lân hỏa tích này là thánh phẩm linh thú dù hai mắt bị công kích cũng không táo bạo thành như vậy chứ giang trần cảm thấy kỳ quặc chu lân hỏa tích lại táo bạo nhưng với tư cách thánh phẩm linh thú cũng không thể công kích chẳng có mục đích như vậy a à. hao phí công lực như thế đối với nó mà nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chẳng lẽ nó không rõ rầm 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 chu lân hỏa tích mỗi gõ thoáng một phát mặt đất lại càng sâu một ít bụi đất tung bay đầy trời sương mù tràn ngập để cho hỏa nha vương một thời ba khắc cũng không tới gần được. Đột nhiên, trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm. Chu lân hỏa tích muốn chạy trốn, ở trong hố to sâu mấy trượng kia, quả nhiên, chu lân hỏa tích đang không ngừng đào đất, cả thân thể đã chui vào hơn phân nửa, chỉ còn lại có phần đuôi còn đang không ngừng đánh lấy bùn đất trong hố sâu, nhấc lên từng đạo sóng bùn, tạo thành một loại ảo giác thanh thế kinh người, mê hoặc hỏa nha vương. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê giang trần nhìn rõ ràng ý đồ của chu lân hỏa tích nhưng hỏa nha vương lại nhất thời không có nhìn rõ ràng đợi đến lúc thân hình của chu lân hỏa tích triệt để chui vào lòng đất hỏa nha vương mới chợt hiểu ra ngửa đầu rít gào một tiếng hỏa diễm phẫn nộ hừng hực bốc lên tất cả hỏa nha còn lại cũng cùng nhau công kích mặt đất hỏa nha nhất tộc kỹ năng lợi hại nhất là phóng hỏa chỉ có điều kỹ năng phóng hỏa đối với chu lân hỏa tích không có bất kỳ tác dụng cho nên tới nay hỏa nha nhất tộc đều không có dùng hỏa diễm công kích Tình hình lúc này, tự nhiên cũng giống như vậy. Tất cả hỏa nha nhận được mệnh lệnh, hai cánh nhao nhao hóa thành lưỡi đao, không ngừng bổ xuống đất. Chu lân hỏa tích chui xuống mặt đất, nhưng mà dùng tình huống hiện tại của nó là tuyệt đối chạy không được bao xa. Tất cả hỏa nha, liều mạng đánh xuống mặt đất, không ngừng đào móc, hố sâu không ngừng bị đào rộng ra. Rất nhanh, phần đuôi của chu lân hỏa tích lộ ra ngoài. Chu lân hỏa tích chỉ còn lại có một chút lực lượng cuối cùng, quả nhiên tốc độ nhận lấy hạn chế rất lớn. Chu Lân hỏa tích vốn am hiểu đào đất nhất, ở dưới hỏa nha nhất tộc truy kích, vậy mà không kịp né ra. Hỏa nha vương giữ tợn cười một tiếng, hai cánh hóa đao, hung hăng chém tới phần đuôi của Chu Lân hỏa tích. Khanh, tiếng và đập thanh thúy, như là vũ khí kim loại va chạm. Hỏa nha vương khởi sướng hung ác, tốc độ nhanh hơn, đao thế không ngừng, điên cuồng chém tới một bộ vị. Lân giáp của Chu Lân hỏa tích rất lợi hại, nhưng mà càng lợi hại, cũng cần chân nguyên của bản thể đến trèo chống. Hôm nay chân nguyên bản thể của Chu Lân hỏa tích 10 không còn một đã tiếp cận tình trạng sơn cùng thủy tận. Chân nguyên bản thể cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là dựa vào phòng ngự nghịch thiên của lân giáp đến chống cự công kích. Qua một hai đao, lân giáp ở phần đuôi chỉ xuất hiện vết chém nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà một đao đón lấy một đao, hai ba mươi đao đi qua, lân giáp ở cùng một bộ vị đã bị bổ ra miệng vết thương thảm thiết, hiển nhiên đã xâm nhập ra thịt, máu tươi không ngừng tràn ra. Hỏa nha nhất tộc rất khát máu, nhìn thấy huyết hung tính của Hỏa Nha Vương hoàn toàn bị kích phát ra. Ra lệnh con cháu Hỏa Nha không ngừng công kích phần đuôi của Chu Lân Hỏa Tích. Máu tươi bay vụt, Hỏa Nha Vương hưng phấn kêu to, mở ra miệng rộng, hút từng ngụm máu tươi bắn tung tóe ra vào trong miệng. Đây chính là huyết mạch của Hậu Duệ Long tộc, Hỏa Nha Vương tự nhiên không buông tha. Ngao, Hỏa Nha Vương nếm đến máu tươi của Hậu Duệ Long tộc, vạn phần đắc ý, hưng phấn thét chói tai, phát tiết lấy khoái ý trong lòng. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn hỏa nha nhất tộc nhìn thấy máu tươi, công kích càng mạnh hơn. Theo bùn đất không ngừng bị đào mất, phần trước của Chu Lân hỏa tích không ngừng lộ ra. Con cháu của hỏa nha nhất tộc, hiển nhiên không chỉ công kích một miệng vết thương, còn công kích khu vực khác. chương 519, chiến đấu điên cuồng 2, Chu Lân hỏa tích giống như đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, tùy ý những hỏa nha này không ngừng công kích. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Một khi Chu Lân hỏa tích không có năng lực đánh trả, những hỏa nha kia công kích liền không kiêng nể gì cả hơn nữa số lượng ưu thế không ngừng công kích rất nhanh đã mang đến thu hoạch không ngừng có thương tích hiện ra đại quân hỏa nha không ngừng ở trên người chu lân hỏa tích mở vết thương mới máu tươi bay vụt làm cho tất cả hỏa nha đều dị thường hưng phấn không kiêng nể gì cả kêu to công kích không thể nào chẳng lẽ chu lân hỏa tích này cứ như vậy treo rồi giang trần nhìn đại quân hỏa nha tàn sát bừa bãi cảm thấy không thể tin được ngay lúc này, bùn đất chung quanh hơi có chút buông lỏng. Oanh, trong lúc đó, bùn đất bốn phía như bạo tạc, nhấc lên. Một vòng xoáy cực lớn, ầm ầm từ dưới đất sông ra, nhấc lên vô số bùn đất, ở dưới khí thế cường đại, những bùn đất này vậy mà tạo thành từng đạo công kích như mũi tên. Phanh, 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 những miếng đất kia, vậy mà giờ phút này có thể cứng rắn như sắt, mang theo uy thế đáng sợ, không ngừng đánh chúng hỏa nha chung quanh. Bởi vì dựa vào quá thân cận, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ phòng bị. Những hỏa nha kia phản ứng mau nữa, tốc độ mau nữa, cũng không kịp trốn tránh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả hỏa nha, cơ hồ không có mấy con đào thoát, bị hòn đá đánh trúng, huyết nhục mơ hồ, không ngừng rơi xuống đất. Cơ hồ là cùng lúc đó, rầm rầm, như dao long xuất hải, thân hình của Chu Lân hỏa tích đột nhiên lao lên. Ngao, ô ô ô, thân thể cao lớn đứng thẳng lên, giống như trên đất bằng mọc lên một ngọn núi nhỏ. Mở ra miệng rộng, răng nhọn cắn tới hỏa nha vương. Hỏa nha vương phản ứng cực nhanh, hai cánh chấn động, thân thể lướt ra sau, muốn dựa vào tốc độ nhanh, tránh thoát chu lân hỏa tích liều chết phản kích. Thế nhưng mà, chu lân hỏa tích đã sớm tính toán tốt hết thảy, há có thể cho hỏa nha vương đào thoát. Thân hình hỏa nha vương cấp tốc lui ra sau, nhưng ngay lúc này, nó cảm giác được sau lưng có một cỗ uy thế, giống như bài sơn đảo hải tịch cuốn tới. Cái đuôi vết thương trồng chất của Chu Lân Hỏa Tích, xoáy lên một kích như lôi đình vạn quân, phá hỏng toàn bộ đường lui của hỏa nha vương. Số điều, chết cho ta, Chu Lân hỏa tích để mình bị đánh lâu như vậy, chờ là một kích chí mạng này. Lúc trước, Chu Lân hỏa tích không phản kháng, không tiếc bị thương, tê liệt hỏa nha nhất tộc, khiến tâm lý phòng tuyến của chúng nó không ngừng thư giãn. Nó trăm phương ngàn kế, chính là vì một kích này. Mà mục tiêu của nó, là thôn vệ hỏa nha vương. Phần đuôi quét qua, hỏa nha vương bị khí lãng cường đại đẩy tới, không tự chủ được bay về phía trước. Phía trước, chu lân hỏa tích mở rộng miệng lớn dính máu đưa đầu lưỡi ra ngoài muốn quấn lấy hỏa nha vương tươi sống thôn phệ hỏa nha vương lại tỉnh táo giờ phút này cũng biến sắc nó rất rõ ràng nếu bị chu lân hỏa tích cắn nuốt nó sẽ triệt để trở thành vật trong bụng chu lân hỏa tích mà chu lân hỏa tích cắn nuốt nó hấp thu tinh hoa linh lực toàn thân nó so với vân viêm chi hoa càng bổ dưỡng nói không chừng chu lân hỏa tích này thật có thể trì hoãn thời gian tử vong đến thế nhưng mà biết rõ quy biết rõ nhưng hiện tại, hỏa nha vương đã đến bước đường cùng rồi. Thân thể của nó bị khí thế của Chu Lân hỏa tích lôi cuốn, căn bản vô lực bay lên không chung. Bởi vì, tốc độ của nó đã bị hạn chế, hiện tại chỉ cần bay lên không chung, chỉ sợ cũng bị Chu Lân hỏa tích cắn thành hai nửa. Sinh tử ở trong nháy mắt, hỏa nha vương đối mặt sinh tử, liền kích phát ra hung tính. Trong nội tâm quét ngang, vậy mà không hề nghĩ chạy trốn, mà đón lấy phần đuôi của Chu Lân hỏa tích, thân thể hóa thành một đạo lưu tuyến, như phi kiếm, trực tiếp bắn vào trong miệng Chu Lân Hỏa Tích. Trong nháy mắt ra tốc, Hỏa Nha Vương tụ tập lực lượng toàn thân. Nó đang liều, liều đánh cược một lần cuối cùng, liều một kích toàn lực này, có thể nhảy vào khoang miệng của Chu Lân Hỏa Tích, tiến vào lục phủ ngũ tạng, công kích nội bộ của Chu Lân Hỏa Tích. Bên ngoài, khắp cả người là lân giáp, muốn công phá rất khó. Thế nhưng mà, lục phủ ngũ tạng bên trong, cái kia đều là địa phương yếu ớt nhất. Chỉ cần nhảy vào khoang miệng Tránh đi hai hàng răng nhọn um tùm như đao kiếm, liền có bảy tám phần nắm chắc. Dù sao, hiện tại Chu Lân Hỏa Tích đã nỏ mạnh hết đà, một thân công lực mười không còn một. Hỏa Nha Vương cảm thấy, ai sống ai chết, ngay trong nháy mắt này. Một là mình bị Chu Lân Hỏa Tích cắn thành hai nửa, hai là, nhảy vào trong cơ thể Chu Lân Hỏa Tích, cắn nát nội phủ của đối phương. Đây là một lần đánh cửa cuối cùng, một là nó chết, hai là đối thủ chết. Giang Trần chứng kiến Hỏa Nha Vương lựa chọn, thoáng cái liền lĩnh ngộ ý đồ của nó không khỏi bội phục nó hung tính cùng quyết đoán lưu tuyến giống như sao băng vào tới miệng lớn của chu lân hỏa tích chu lân hỏa tích giữ tợn cười một tiếng ước chừng cũng biết rõ ý đồ của hỏa nha vương miệng rộng đột nhiên hợp lại két sát toàn thân hỏa nha vương thẳng băng như một đạo lưu tuyến hai móng rơi ở cuối cùng mà miệng rộng của chu lân hỏa tích thì như một cái kìm lớn lành lạnh vừa vặn kẹp lấy hai chân của hỏa nha vương hỏa nha vương cuối cùng đánh cược một lần vẫn còn kém một chút. bất quá giờ phút này, hỏa nha vương đã bất chấp nhiều như vậy, hai cánh như đao, điên cuồng cắt lấy trong miệng chu lân hỏa tích. không thể không nói, chu lân hỏa tích liên tục công kích, cơ hồ đã dùng hết một hơi cuối cùng. tuy cắn được hai chân của hỏa nha vương, nhưng lại vô lực ngăn cản hỏa nha vương tàn sát bừa bãi ở trong miệng. két sát két sát, đầu lưới của chu lân hỏa tích bị cánh chim của hỏa nha vương thiết cắt, máu tươi từ khe hở hai hàng răng tràn ra, tình hình vô cùng thảm thiết. dù vậy. Chu Lân Hỏa Tích cũng dị thường kiên định, gắt gao cắn không buông, làm cho Hỏa Nha Vương không cách nào xâm nhập trong cơ thể nó. Hiển nhiên, hai đại linh thú tranh đấu đã đến sống chết trước mắt. Chu Lân Hỏa Tích buông lỏng miệng, Hỏa Nha Vương thế tất tiến vào trong cơ thể, đập nát lục phủ ngũ tạng của nó, đến lúc đó coi như là thần tiên cũng cứu không được. Mà Hỏa Nha Vương, nếu như không cách nào tiến vào nội phủ của Chu Lân Hỏa Tích, bị răng nhọn kìm chặt, thương thế cũng sẽ dần dần tăng thêm, huống chi không ngừng chiến đấu hỏa nha vương cũng tiêu hao cực lớn. Tiếp tục sông dài, nó cũng không có nắm chắc có thể chống bao lâu. Hai con linh thú, đều tiếp cận biên giới sơn cùng thủy tận, nhưng ai cũng không chịu buông tha, lúc này, so là ai ác hơn, ai có thể khiêng đến cuối cùng. Chứng kiến hai đại linh thú chiến đấu đến một bước này, giam trần cũng không khỏi lắc đầu. Một con thánh phẩm linh thú, một con linh cầm linh phẩm đỉnh phong, chiến đấu đến cuối cùng, vậy mà như tiểu hài tử quần ẩu lẫn nhau, dùng đều là thủ đoạn hạ lưu nhất, vô sỉ nhất cũng nguyên thủy nhất. chương 520, Giang Trần phát đại tài rồi một. Hỏa nha vương không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương, hai cánh hóa đao, không ngừng bổ chém trong khoang miệng Chu Lân hỏa tích. Đầu lưỡi dài đến mấy mét của Chu Lân hỏa tích, cơ hồ bị đập nát tới gốc. Đau đớn kịch liệt, làm cho toàn thân Chu Lân hỏa tích run rẩy. Thế nhưng mà dù vậy, Chu Lân hỏa tích vẫn gắt gao ấn định hai chân hỏa nha vương, chết không buông lỏng. Hai chân của hỏa nha vương bị răng nhọn cắn, tiến thối không được, ở trong phạm vi nó có thể phá hư đã không còn gì có thể phá nữa mà tổn thương ở trong khoang miệng hiển nhiên còn chưa đủ để làm chu lân hỏa tích chết ngay sông dài như vậy chờ khí lực của nó hao hết vậy thì thật sự chỉ có thể trở thành vật trong bụng chu lân hỏa tích tính cách của hỏa nha vương hung tàn lúc này liền triệt để thể hiện ra cạch một cái huyết nhục mơ hồ hai chân lại bị kéo đứt hai cánh của hỏa nha vương vẽ một cái trực tiếp từ yết hầu nhảy vào trong lồng ngực của chu lân hỏa tích Hỏa Nha Vương này, vậy mà bỏ qua hai chân, tự phế thân thể, cũng muốn nhảy vào phần bụng của Chu Lân Hỏa Tích, chế tạo tổn thương chí mạng cho đối thủ. Chứng kiến tình như vậy hình, Giang Trần không thể không bội phục tâm huyết cùng dũng khí của Hỏa Nha Vương. Bất quá, chiến đấu đến loại cục diện này, trong nội tâm Giang Trần lại hơi vui vẻ. Hắn biết rõ, cơ hội của mình đến rồi. Chu Lân Hỏa Tích phát hiện Hỏa Nha Vương bỏ qua hai chân, xông vào trong cơ thể của nó, biết rõ mình không xong, không ngừng gào rú, thân thể đập lên mặt đất. Phảng Phất muốn dùng loại phương thức này, đập hỏa nha vương đi ra. Thế nhưng mà, mục tiêu của Hỏa Nha Vương rất minh xác, một khi tiến vào, sao chịu đi ra. Theo thời gian trôi qua, Chu Lân Hỏa Tích Thảm thiết giống lên một tiếng, khí thế không ngừng sa sút. Thân hình to lớn vốn không ngừng lăn qua lăn lại, cuối cùng vô lực nhúc nhích, mãi cho đến hơi thở mong manh. Đôi mắt đầm đìa máu tươi, tuy bị Hỏa Nha Vương phá hủy, lại thủy chung không có khép lại, thoạt nhìn là chết không nhắm mắt a. À. Đường Đường Thánh phẩm linh thú lại không thể khiêng qua một kiếp này trong nội tâm giang trần cũng có chút chấn động cường đại như thánh phẩm linh thú ở thời điểm dương thọ đến công lực không ngừng tàn mất đối mặt sinh tử đại kiếp cũng vô lực như thế như thế đủ để thấy tu luyện chi đạo này tàn khốc cường đại như thánh phẩm linh thú ở thời điểm suy yếu bị một đám xúc sinh thực lực xa không bằng mình vây công cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu xem ra tu luyện chi đạo không có cường hãn đến cảnh giới vĩnh sinh bất tử đối mặt sinh tử đại kiếp, cũng như con sâu cái kiến, nhỏ bé không chịu nổi. Giờ khắc này, tâm tình của Giang Trần cũng nhận lấy chấn động thật lớn, càng thêm kiên định tín niệm truy cầu vô thượng đại đạo. Chỉ có vô thượng đại đạo mới có thể vĩnh sinh bất tử, vĩnh hưởng thiên đạo. Lòng dù nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ở trên người Chu Lân Hỏa Tích, đạo lý này phát huy vô cùng tinh tế. Giang Trần nhìn đã lâu, cũng biết cơ hội của mình đến rồi. Hắn một mực không đi, là mạo hiểm chờ cơ hội này. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Giang Trần Khoan Thai từ trong góc đi ra, hắn bỗng nhiên hiện thân, làm cho mấy con hỏa nha còn lại đều kinh ngạc không hiểu, nhao nhao kêu lên. Một kích cuối cùng của Chu Lân Hỏa Tích, cơ hồ toàn diệt tất cả hỏa nha, còn lại chỉ không đến 10 con, hơn nữa mỗi một con đều có thương tích. Những hỏa nha này, đối với Giang Trần tự nhiên không thể hình thành một chút uy hiếp. Nhìn xem 7, 8 con hỏa nha lao xuống, Giang Trần phảng phất nhìn cũng không nhìn bước chân nhẹ nhõm đi đến thi thể của Chu Lân hỏa tích. Mà bảy tám con hỏa nha kia đang lao xuống, trong giây lát mặt đất thoát ra bảy tám gốc dây leo, hỏa liên cực đại, cánh hoa như miệng rộng, một đóa nuốt một con hỏa nha, toàn bộ nuốt vào. Đừng nhìn tu vi những hỏa nha này có thể so với tiên cảnh nhất nhị trọng của nhân loại, nhưng mà bị hỏa liên thôn phệ, cơ hồ là không có sức phản kháng. Cũng không kịp kêu thảm thiết, đã bị hỏa liên thôn phệ luyện hóa. Hỏa nha này, mỗi một con đều có tinh hạch hỏa thuộc tính, mà huyết nhục của bọn nó cũng là vật đại bổ, đối với hỏa liên mà nói, tất nhiên là quá phù hợp rồi. Giang Trần vòng quanh thi thể Chu Lân Hỏa tích dạo vài vòng, thả phệ kim thử vương ra. Lão Kim, tinh hạch con Chu Lân Hỏa tích này, còn có lân giáp của nó để lại cho ta, huyết nhục, đều quy phệ kim thử nhất tộc các ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, Chu Lân Hỏa tích này, là thánh phẩm linh thú. Cái gì, thánh phẩm linh thú, phệ kim thử vương tặc nghi thử nhãn, bốc lên tinh quang, Tham lam liếm liếm bờ môi, nước miếng cũng chảy ra rồi. Ân, ngươi một mực đều hô hào tiến hóa huyết mạch. Đây là một cơ hội, quên nói cho ngươi biết, trong cơ thể Chu Lân Hỏa Tích này có huyết mạch long tộc. Tuy truyền vô số đời, huyết mạch long tộc phi thường pha loãng, nhưng long tộc cuối cùng là long tộc, nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Phệ Kim Thử Vương gật đầu, đã hiểu, đã hiểu. Trần Thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh phẩm linh thú, như thế nào sẽ Phệ kim thử nhất tộc trời sinh nhát gan cẩn thận, dù bữa ăn ngon bầy ở trước mặt, nó cũng phải hỏi tinh tường, sợ không cẩn thận chọc đại phiền toái. Giang Trần cười cười, ngươi nói có muốn hay không? Muốn, muốn, phệ kim thử vương vội vàng nói, cái kia chẳng phải được, chỉ có điều, trước khi ngươi muốn thư thư phục phục ăn ngon, còn phải giải quyết một vấn đề. Vấn đề gì? Phệ kim thử vương vội hỏi, rất đơn giản, trong bụng chu lân hỏa tích này, hiện tại có một con hỏa nha vương. Bất quá con hỏa nha vương này, thực lực bây giờ không đủ hai thành. Trạng thái đỉnh phong của nó, so với người có lẽ mạnh hơn một chút, bởi vì nó có cánh, có ưu thế không chung. Nhưng thật muốn chiến đấu, nó cũng không làm gì được kỹ năng đào đất của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, đối mặt một con hỏa nha vương thực lực chưa đủ hai thành, còn không có hai chân, ngươi có sợ không? Thực lực chưa đủ hai thành, phệ kim thử vương cẩn thận hỏi, hai thành vẫn là đánh giá cao nó. Bất quá ngươi cũng phải nhanh lên, nếu để cho nó ăn hết tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích, vậy nó có khả năng đột phá thánh phẩm rồi. Thừa dịp hiện tại nó vừa mới vào, người phải tăng tốc độ, nếu không, qua lúc này, sẽ không có cơ hội nữa. Phệ Kim Thử Vương nghe vậy, sao còn có thể lề mà lề mề, vèo một phát, liền chui vào trong miệng Chu Lân Hỏa Tích. Qua không bao lâu, Giang Trần quả nhiên cảm giác được trong thân thể Chu Lân Hỏa Tích, truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt, hiển nhiên là Hỏa Nha Vương đấu với Phệ Kim Thử Vương. Bất quá, chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu. Chính như Giang Trần suy đoán, hỏa nha vương căn bản chưa kịp nuốt tinh hạch của Chu Lân hỏa tích, đã bị phệ kim thử vương đánh chết. chương 521, Giang Trần phát đại tài rồi hai. Hai con linh thú linh phẩm đỉnh phong, trực tiếp ở trong bụng Chu Lân hỏa tích quần nhau. Hỏa nha vương còn sót lại không đến hai thành công lực, rất nhanh đã bị hỏa nha vương giết. Chỉ một lúc sau, phệ kim thử vương kéo lấy thi thể hỏa nha vương chui ra. Toàn thân Hỏa Nha Vương bị Phệ Kim Thử Vương gặm đến hoàn toàn biến hình. Giang Trần thuận tay lấy tinh hạch ra, cũng thu tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích. Một viên tinh hạch của nguyên cảnh linh thú, đây tuyệt đối là giá trị liên thành. Mà Hỏa Nha Vương tinh hạch, linh phẩm đỉnh phong, tự nhiên cũng là chân quý vô cùng. Viên tinh hạch này, Phệ Kim Thử Vương không dám tham. Nó biết rõ đồ vật Giang Trần muốn, tuyệt đối không thể tham, nếu không, Phệ Kim Thử nhất tộc nó sẽ bởi vì nhỏ mà mất lớn. Kế tiếp phệ kim thử nhất tộc, nghênh đón một hồi thịnh yến. Hiện trường nhiều huyết nhục của hỏa nha như vậy, còn có huyết nhục của Chu Lân Hỏa Tích, đầy đủ để cho phệ kim thử nhất tộc ăn ngon một bữa rồi. Chỉ là Chu Lân Hỏa Tích, đã đủ dọa người, còn có hỏa nha, mấy ngàn con, mỗi một con đều lớn như một người. Một bữa ăn ngon, trọn vẹn rằng có hai canh giờ, phệ kim thử nhất tộc còn có chút chưa thỏa mãn. Bất qua bữa tiệc này, hiển nhiên đã thu hoạch cực lớn. Phệ kim thử vương liếm liếm đầu lưỡi, nấp một cái. Lúc này đây, nó với tư cách thử vương, ăn tối đa nhất, cũng ăn thứ tốt nhất trên người Chu Lân Hỏa Tích. Hỏng hết huyết nhục, giang trần thu lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích to lớn như thế, lân giáp này đủ làm thành áo giáp cho một hai trăm người. Đương nhiên, sự tình xa xỉ như vậy, Giang Trần sẽ không đi làm. Lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích dùng để làm áo giáp cho người khác, tuyệt đối là lãng phí. Sau khi lấy lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích, còn lại khung xương, Xương cốt, Giang Trần cũng không có buông tha. Xương cốt này cứng rắn, ngoại trừ Phệ Kim Thử Vương có thể gặm một bộ phận ra, những Phệ Kim Thử khác tu vi thấp, thậm chí gặm cũng gặm không nổi. Ngay cả Phệ Kim Thử là tộc đàn am hiểu gặm nhất, cũng không thể gặm nổi, có thể thấy được xương cốt của Chu Lân Hỏa tích cứng đến cỡ nào. Cái này đều là đồ tốt a, à? đánh bóng vũ khí, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần đối với thứ tốt tuyệt đối là không buông tha, tự nhiên thu hết. Còn có cánh chim của Hỏa Nha Vương nhất là phần đuôi cánh, như là một mũi tên, bất kể là dùng làm vũ khí, chế tác phi đao, hay mũi tên, đều là lựa chọn tốt nhất. Haha, ha, lần này thu hoạch, so với một cây vân viêm chi hoa còn lớn hơn. Giang Trần kiểm kê lấy thu hoạch của mình, tâm tình thật tốt. Vốn là hướng về phía một cây vân viêm chi hoa mà đến, kết quả thiếu chút nữa táng thân trong biển lửa. Không nghĩ tới sau khi vất vả tránh thoát một kiếp, vậy mà lại nhận được gặp gỡ như vậy. Minh diệt cốc này, thật đúng là một địa phương thay đổi rất nhanh trong chốc lát là thiên đường trong chốc lát là địa ngục giang trần một chút cũng không lãng phí những đuôi cánh hỏa nha bình thường còn lại kia cũng thu sạch những hỏa nha này đều là tiên cảnh thực lực tương đương với tiểu linh cảnh nhân loại đuôi cánh của chúng chế tác phi đao mũi tên đồng dạng là tài liệu phi thường tốt dùng tài liệu linh phẩm chế tác vũ khí không cần luyện khí sư rèn luyện cái kia cũng là linh khí một khi thủ đoạn của luyện khí sư cao minh phát huy công hiệu sẽ cao hơn thứ tốt như vậy giang trần làm sao có thể lãng phí coi như tương lai mình không dùng được cũng có thể cho thủ hạ dùng những thứ tốt này đối với những thủ hạ kia lại là bảo vật khó lường bên ngoài trăm dặm một thân ảnh thon gầy đứng trên sườn dốc nhìn qua mảnh đất khô cằn phía trước kinh ngạc ngẩn người giang trần a à giang trần nếu như ta đoán không sai bàn thạch yêu nghiệt bốn cửa trước kia tất nhiên là ngươi hy vọng thời điểm đại hỏa thiêu đốt ngươi không ở trong đó a à. người này thì thào nói phảng phất lầm bầm lầu bầu, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Người này, mặc trang phục khảo hạch, đeo mặt nạ, hai mắt mang theo ân cần nồng đậm, thậm chí còn có mấy phần lo nghĩ. Mấy ngày nay, người này một mực tìm kiếm ở bốn phía minh diệt cốc, chỉ là, mặc kệ người này tìm như thế nào, cũng không tìm được dấu vết qua lại của bàn thạch yêu nghiệt. Cho nên, tuy người này không ngừng tự nói với mình, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, người này vẫn nhịn không được hiện lên một ít ý niệm bi quan. Ngay lúc này, hai mắt người này bỗng nhiên sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Trong phế tích, vậy mà lướt ra một đạo thân ảnh. phảng phất như trong tận thế, thậm chí có người còn sống. Là hắn, bàn thạch yêu nghiệt, người này chứng kiến ở trong mảnh đất khô cằn, chạy ra một đạo thân ảnh, gánh nặng trong nội tâm cũng lập tức để xuống. Cảm ơn trời đất, hắn quả nhiên không chết, ta biết ngay, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy chứng kiến đạo thân ảnh từ trong phế tích chạy ra kia trong nội tâm người đứng ở trên sườn dốc kích động không thôi hai mắt bắn ra thần thái khác thường có vui mừng lại phảng phất vì bàn thạch yêu nghiệt tìm được đường sống trong chỗ chết mà cảm thấy kiêu ngạo qua một lát chứng kiến thân hình bàn thạch yêu nghiệt không ngừng tới gần người trên sườn dốc kia mới thu cảm xúc hai chân điểm một cái tốc độ cũng cực nhanh biến mất ở trong rừng rậm sang trần thuận buồng xuôi gió thân ảnh người này biến mất nhưng trong lòng thì mặc niệm hiển nhiên người này đã xác định bàn thạch yêu nghiệt là giang trần thân ảnh từ trong phế tích chạy ra đích xác là giang trần cũng là người sống sót duy nhất sau khi hỏa thiêu trăm dặm bất quá hắn lại không biết ở ngoài mảnh đất khô cằn có một người đã nhận định bàn thạch yêu nghiệt là giang trần hắn bước ra khu vực khô cằn giang trần cảm thụ được hương thơm từ hoa cỏ cây cối bốn phía mang đến chỉ cảm thấy bỗng nhiên tầm đó như đạt được trùng sinh mấy ngày nay cái mũi của giang trần cơ hồ chỉ hít lấy mùi khét bấm tay tính toán, thời gian tiến vào minh diệt cốc đã qua một nửa. Đã có lần thu hoạch này, Giang Trần hành động, liền không mạo hiểm như trước nữa, mà chuyển sang lộ tuyến ổn định. Chu lân hỏa tích, hỏa nha vương, những sinh linh cường đại này, đã cho Giang Trần một bài học, để cho Giang Trần biết rõ, ở trong minh diệt cốc tuyệt đối không thể tùy ý sằng bậy. Hơi chút bất cẩn sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Ở trên sườn núi, Giang Trần đứng một lúc lâu, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, hừ nhẹ một tiếng. Những hỗn đản kia, hùng hổ lao tới bên này, hẳn là đánh bàn tính tới trên đầu của ta a. À. Thật sự là không biết sống chết, bốn phía dốc núi, vậy mà vào tới hơn 10 thân ảnh, nhìn tư thế, rõ ràng là hướng về phía mình mà đến. Mới đầu Giang Trần còn có chút kinh ngạc, sao thoáng cái lại có nhiều người đến như vậy? Nhưng lập tức liền lý giải, nơi đây hỏa thiêu trăm giặc, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Võ giả ở chung quanh nơi này, đều tụ tập tới phụ cận, có xem náo nhiệt, cũng có quan sát thế cục mươi 522, đã muốn chết, vậy thì đi chết. Nhưng mà, Giang Trần xuất hiện, lại từ trong phế tích đi ra, không thể nghi ngờ là thành bia sống, thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này đều rất ăn ý, không hẹn mà cùng lên đến sườn núi, thoạt nhìn, dĩ nhiên là có chủ ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mới đầu là mười mấy người, sau đó, bốn phương tám hướng, không ngừng có võ giả vọt tới, hơn mười dặm chung quanh, hiển nhiên đều là nghe hỏi mà tới, càng tụ càng nhiều khóe miệng giang trần tràn ra một tia cười lạnh tuy nói trong minh diệt gốc không có bất kỳ hạn chế cũng không cấm chém giết nhưng những võ giả này hiển nhiên như thế muốn đến vất tiện nghi lại không nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng không biết sống chết nhìn võ giả khảo hạch không ngừng tiến ra giang trần mặt không đổi sắc ưu thế nhân số đến chỗ giang trần đã có thể bỏ qua rồi giang trần khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn như một pho tượng tản ra khí tức không giận tự uy những võ giả kia tới gần đến phạm vi trăm trượng lại không hẹn mà cùng dừng bước chỉ là võ giả không ngừng đi lên cũng hết sức ăn ý bố trí nhiều vòng tròn ở chung quanh giang trần trong mơ hồ có một loại tư thế vây chặt giang trần đột nhiên giang trần mở mắt bắn ra lệ mang kinh thiên lạnh lùng cười cười như thế nào các ngươi chạy tới muốn xin cơm ăn sao những võ giả này tuy không biết chân thân dưới mặt nạ là ai nhưng lại biết đây là bàn thạch yêu nghiệt ở bốn cửa trước đỗ trạng nguyên nếu như là một hai người bọn hắn sẽ không có dũng khí tới gần nhưng mà, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, ở dưới một loại ăn ý kỳ quái, đám võ giả này lại ít đi vài phần sợ hãi, nhiều thêm vài phần dã tâm. Các hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người từ trong biển lửa đi ra, nhất định kiếm đến rất nhiều chỗ tốt. Mọi người ở chỗ này bồi hồi nhiều ngày như vậy, lòng rất lo lắng a Người dù sao cũng phải ra chút thành ý chứ. Một người khảo hạch, ước chừng là thủ lãnh được đề cử ra, cười lạnh nói. Ở bên cạnh hắn, còn có hai võ giả, cùng thủ lãnh này hình thành xu thế tam giác. Giang Trần nhìn ra được, thực lực ba người này, hẳn là mạnh nhất trong đám người kia, cho nên mới được tôn là nhân vật cầm đầu. Lo lắng, Giang Trần nhịn không được cười lên, ta với các ngươi không thân chẳng quen, cũng không làm phiền các ngươi lo lắng. Có việc mau nói, có dám mau thả, không nên quanh co lòng vòng, nói những lời nhàm chán này. Ta không có hứng thú nghe, lo lắng, loại chuyện ma quỷ này, Giang Trần làm sao có thể tin tưởng. Thế giới võ đạo, mọi người không nhận thức, ai sẽ vì người xa lạ lo lắng. Loại cớ đường hoàng này, đã dối trá, lại buồn nôn. Nếu như những người này nói rõ đến cướp bóc, Giang Trần ít nhất bội phục bọn họ là chân tiểu nhân dám làm dám chịu. Tìm loại cớ thấp kém này, Giang Trần chỉ cảm thấy buồn nôn. Ha ha ha, xem ra, ngươi là người thống khoái. Người cầm đầu kia cười ha hả đã như vậy, chúng ta cũng không che che lấp lấp. Cho ngươi hai lựa chọn, một, lưu lại toàn bộ thứ tốt lấy được, sau đó xéo đi hai dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng với chúng ta là địch thủ lãnh này vung tay lên chỉ vào hơn trăm người ở chung quanh một bộ chúng ta nhiều người ăn chắc ngươi trên trăm võ giả ở chung quanh nghe xong lời này đều ầm ầm hưởng ứng nguyên một đám cao giọng ủng hộ gây áp lực tâm lý cho giang trần điệu bộ này rõ ràng chính là muốn lấy nhiều khi ít công khai cướp bóc ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn ngữ khí của giang trần nhàn nhạt không nhìn cái gọi là người đông thế mạnh rũi ra hai ngón tay một hiện tại lập tức cút cho ta hai chết cái gì người cầm đầu kia còn cho là mình nghe lầm vừa tức giận vừa buồn cười kêu lên tiểu tử có phải ngươi điên rồi hay không ngươi chỉ có một người chúng ta có hơn trăm tiên cảnh ngươi cho rằng ngươi có thể nghịch thiên thật sự là không biết sống chết đúng vậy a à? tiểu tử ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không chớ nói nhảm với hắn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt tiểu tử này hắn là muốn chết đúng thằng này trước kia khảo hạch lấy hết danh tiếng lần này ở minh diệt gốc nên diệt uy phong của hắn bằng không thì không phải chúng ta bị hắn ép tới không ngày nổi danh sao những người này rốt cục nói ra lời trong nội tâm bọn hắn không đơn thuần là đến cướp bóc còn công nhiên đến chèn ép sang trần một tuyệt thế yêu nghiệt thành tích khảo hạch vượt xa những người khác quả thực là hạc giữa bầy gà chuyện này để cho những thiên tài thế tục kia như thế nào chịu được cho nên tất cả mọi người tạo thành một loại ăn ý, muốn giết yêu nghiệt này, không thể để cho hắn cướp đi danh tiếng của mọi người, ép tới tất cả mọi người không cách nào ngoi đầu lên. Om sòm, thiên mục thần đồng của Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, nhổ ra hai chữ, xoáy lên vô số khí lãng, thành từng vòng đánh ra ngoài. Trên trăm võ giả kia, nguyên một đám cảm thấy hô hấp khó khăn, mang tay rầm rầm rầm, phảng phất như trời giáng kinh lôi, trực tiếp nổ ở trước mặt bọn họ, khí huyết quay cuồng, đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, gần như muốn nôn mửa một đám phế vật giang trần cười lạnh hai chân đạp một cái như ưng kích trường không vọt ra phía ngoài không phải hắn không muốn giết người chỉ là thoáng cái giết hơn trăm người đối với giang trần mà nói không có bất kỳ ý nghĩa tuy những người này tham lam nhưng chưa chắc cả đám đều đáng chết cho nên giang trần lựa chọn bỏ qua chỉ là thân hình hắn vừa lướt ra ngoài ý niệm đầu tiên của tất cả võ giả đều cho rằng giang trần sợ hãi không dám đối chiến với hơn trăm người bọn họ là tư thế chạy trốn. Căn bản không có người phát giác được thiện ý của Giang Trần. Hắn muốn chạy trốn, giết hắn đi, ngăn lại hắn, giết, tiếng giống, tiếng gầm gừ, nhao nhao vang lên ở sau lưng Giang Trần. Ba võ giả cầm đầu kia, tu vi đều khoảng ba bốn trọng, ở trong đám võ giả khảo hạch này, cũng coi là tồn tại rất giỏi. Chính là bởi vì thực lực được, cho nên tâm cũng lớn hơn một ít. Thấy Giang Trần lao ra ngoài, để phần lưng lại cho bọn hắn, đều cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo ba người rất ăn ý cô lấy vũ khí khí thế tăng vọt lấy ra lực lượng toàn thân ẩm ẩm công kích tới giang trần ngay lúc này hư không bỗng nhiên như trì trệ ba người kia cảm thấy trước mắt có một đạo điện quang lóe lên sau một khắc một cảm giác mát từ trên cổ bọn hắn truyền ra thân thể ba người đột nhiên ngưng lại ở trong hư không két sát cơ hồ là đồng thời truyền đến thanh âm đứt gãy ba cái đầu cùng với mặt nạ chung một chỗ từ trên cổ bay ra xông lên không chung sau một khắc ba thân hình không đầu, ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Phanh, 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 cho bụi tung bay, cổ phun ra nhiệt huyết cuồn cuộn, còn mang theo mùi huyết tinh nồng đậm. Chương 523, sơ thí quán quân, không hề lo lắng một. Đón lấy, ba cái đầu mới nhao nhao rơi xuống, con mắt còn không có khép lại, chừng rất lớn, ở một khắc này, tuyệt vọng, khiếp sợ, sợ hãi, toàn bộ áp xúc ở trong ánh mắt trước khi chết kia. Tất cả mọi người bị một màn này làm sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không thấy người ta ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy một đạo điện quang lóe lên, ba võ giả mạnh nhất, tiên cảnh ba bốn trọng, liền bị người chặt đầu. Thực lực, tốc độ ra tay, thủ đoạn nghịch thiên kia, làm cho hơn trăm võ giả ở hiện trường, nguyên một đám toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Cái này, đây nơi nào là đối kháng, quả thực là nghiền áp a. À. Ba cỗ thi thể, ba cái đầu, trước một khắc còn không ai bị nổi, kêu gào đòi người ta giao ra đồ vật, bằng không thì sẽ chết. Giờ khắc này, lại đầu thân chia lìa, chết không nhắm mắt, so với chó chết còn đáng thương hơn. Không có gì so với tử vong càng có sức thuyết phục. Trên trăm võ giả kia, trong mắt đều tràn ngập sợ hãi. Nếu như không phải đeo mặt nạ, giờ phút này biểu lộ của bọn hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Thực lực bực này, nhiều người có thể ức hiếp sao? Lời nói không dễ nghe, nếu như đối phương muốn giết người, trong một phút đồng hồ, có thể giết sạch bọn chúng, một người cũng trốn không thoát. Quá nhanh, Tốc độ ra chiêu kia, quả thực là nhanh hơn lưu tinh. Ngay cả ba người mạnh nhất hợp lực, cũng không thể ngăn cản một chiêu. Còn bọn hắn, chỉ sợ mười cái cùng tiến lên, người ta cũng một đao diệt sát. Tranh lệch, đây quả thực là thiên địa khác biệt, căn bản không phải một cấp bậc. Những đôi mắt sợ hãi, nhìn xem ba cỗ thi thể kia, thậm chí ngay cả dũng khí liếc nhìn Giang Trần cũng không có, trong lòng chỉ có sợ hãi. Giang Trần lăng không một chiêu, liền chém giết ba người thân thể nhéo một cái, đã rơi xuống chân núi. Đối với đám võ giả ngây người như phóng kia, lại không có hứng thú phản ứng. Đám người kia, trải qua trận chiến này, tâm trí đã mất, thành phế vật, trên võ đạo chi lộ, đã không có khả năng tiến thêm nửa bước. Đối với loại phế vật này, Giang Trần ngay cả hứng thú giết bọn hắn cũng không có. Người vì tiền mà chết, điều vì thực mà vong, những thứ này, học nghệ không tinh, cũng dám đánh chủ ý tới ta, quả nhiên là không biết sống chết. Giang Trần lắc đầu, lướt đi mấy cái, thân ảnh đã biến mất vô tung. Thẳng đến thân ảnh của Giang Trần biến mất, trên trăm võ giả kia hô hấp, mới hơi thông thuận một tí. Vừa rồi, bọn hắn ngay cả hô hấp cũng không dám, sợ phát ra nửa điểm tạp âm, đưa tới tai họa ngập đầu. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho lưng bọn hắn đều ướt đẫm. Bọn hắn bị ai phát hiện, bàn thạch yêu nghiệt này, thậm chí ngay cả hứng thú giết bọn hắn cũng không có. Cái gì là bi ai, đây mới thực sự là bi ai cái gì là tranh lệch đây mới thực sự là tranh lệch giờ phút này bọn hắn mới rõ ràng mình nhỏ yếu đến cỡ nào nhỏ yếu đến mức người ta không thèm giết bọn hắn đáng sợ thật là đáng sợ một võ giả may mắn còn sống sót thanh âm run rẩy thở dài một chiêu ta cũng không thấy hắn động binh khí ba võ giả cường đại đã bị giết chết cái này không phải là đang nằm mơ chứ buồn cười buồn cười chúng ta ở trong mắt hắn có lẽ còn không bằng con sâu cái kiến buồn cười những con sâu cái kiến như chúng ta còn mưu toan giết hắn sau khi thân ảnh giang trần biến mất ở một góc xa xa người nọ trước kia biến mất thân ảnh bỗng xuất hiện dưới một cây đại thụ nam nhân có thể từ trong biển lửa sinh tồn quả nhiên không đơn giản buồn cười đám hề kia lại không biết tự lượng sức mình tìm chết vô nghĩa hắn một mực chú ý giang trần giờ phút này trong nội tâm càng thêm kiên định nam nhân từ trong biển lửa còn sống đi ra kia nhất định là giang trần tiếp qua vài ngày Giang Trần rất điệu thấp, cũng tận lực đi chỗ ít người, không phải hắn sợ những võ giả kia động thủ với hắn, mà là không muốn bị những ngu xuẩn này liên lụy. Hỏa nha nhất tộc lần trước là bị hai nhóm võ giả kia trêu chọc, mới dẫn phát hỏa thiêu trăm dặm. Trải qua mấy ngày này, Giang Trần biết rõ Minh Diệt Cốc không đơn giản, ngay cả thánh phẩm linh thú Chu Lân Hỏa Tích cũng có, nhất định còn có sinh linh cường đại khác. Một lần vận khí tốt, gặp phải một con linh thú thánh phẩm gần hết xương thọ, không có nghĩa là một mực đều có vận khí tốt như vậy vạn nhất chọc tới một con thánh phẩm linh thú bình thường, dù hiện tại Giang Trần có thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Dù sao, thánh phẩm linh thú tương đương với nguyên cảnh lão tổ, nếu không bị thương, có thể dễ dàng nghiền áp tất cả võ giả tu vi tiên cảnh. Ở trong mấy ngày thời gian còn lại, Giang Trần điệu thấp, cẩn thận, hết thảy dùng an toàn là đệ nhất. Bởi vậy, tuy ngẫu nhiên gặp phải một ít khiêu chiến nho nhỏ, nhưng dưới sự nỗ lực của Giang Trần, đều có thể hóa giải từng cái. Mấy ngày còn lại này, tuy không gặp phải cơ hội phất nhanh, nhưng tiểu đà tiểu nháo, thu hoạch cũng không ít. Minh diệt cốc này, đích thật là một địa phương khắp nơi chứa bảo, Giang Trần dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, sức phán đoán vượt xa thường nhân, cho nên, ở trong tiểu đà tiểu nháo, khi rảnh rỗi cũng có kinh hỉ phát sinh. Bình tĩnh trôi qua mấy ngày, 10 ngày khảo hạch cuối cùng đã tới. Tất cả mọi người tham dự khảo hạch, đều bị đưa ra minh diệt cốc. Sau khi đi ra, Giang Trần xem xét bốn phía, phát hiện vào 8.000 người, ra thật đúng là không đến một nửa tử thương lớn như vậy, cũng làm cho bốn đại tông môn cảm thấy giật mình. Kiểm kê nhân số, phát hiện còn lại, vậy mà chỉ khoảng 3.500 người. Nói cách khác, vào 8.000 người, có gần 4.500 người chết trong minh diệt gốc. Tỷ lệ tử vong này, vượt qua năm thành. Giang Trần biết, nếu như không phải hỏa nha nhất tộc hỏa thiêu trăm dặm, tỷ lệ tử vong sẽ không cao như vậy. Tất cả mọi người thấy không, 8.000 người tiến vào, còn lại chỉ có 3.500 người. Bất quá, các ngươi không cần uể oải, mà nên may mắn. So với những người chết trong minh diệt cốc kia, các người rất may mắn. Chứng minh các người khảo hạch phúc duyên, đã thông qua. Các ngươi là người có được phúc duyên chính thức. Trên thực tế, những người sống sót này, cũng không có mấy cái cảm thấy bi thương thay những người chết kia. Ngược lại, trong nội tâm bọn hắn đều mừng thầm, chết nhiều như vậy, đối thủ cạnh tranh thiếu đi hơn phân nửa. Như vậy kế tiếp liền ý nghĩa, cơ hội để bọn hắn tiến vào bốn đại tông môn, sẽ tăng lên rất nhiều. Bốn đại tông môn chỉ cho 3.000 danh ngạch, hiện tại tính toán đâu ra đấy, còn lại tới khoảng 3.500 người. Ở chỗ này, ta phải nói một câu chúc mừng với các ngươi. Bởi vì, trong các ngươi, phần lớn người sẽ đạt được tư cách tiến vào tông môn. Hiện tại, sơ thí năm cửa, cơ bản đã chấm dứt. Chúng ta sẽ thông qua minh bài khảo hạch, định ra bài danh của các ngươi. Bài danh sơ thí này, sẽ theo các ngươi vào vòng 2, thành ưu thế của các ngươi ở đấu bán kết. Bất quá, ở chỗ này, Ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, trong bán kết, các ngươi phải đối mặt là thiên tài đến từ tông môn. Thành tích sơ thí này, ở trước mặt thiên tài tông môn chính thức sẽ không có bất kỳ ưu việt đáng nói. Chương 524, sơ thí quán quân, không hề lo lắng hai. Dám khảo sớm cảnh báo cho những người may mắn này, tốt rồi, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi một chút, giao minh bài dự thi lên. Ngày mai, chúng ta sẽ thống kê ra bài danh, phát minh bài đấu bán kết cho các ngươi. Nhớ kỹ, đánh số của Minh bài bán kết cùng sơ thí đối ứng. Thành tích bài danh sơ thí, Giang Trần không hề nghi ngờ là quán quân, hơn nữa còn xa xa vượt lên đầu. Chính là bởi vì có tự tin này, Giang Trần không giống người khác, đối với thành tích bài danh lo được lo mất. Thiên tài tông môn, rốt cục ra sân sao? Trong nội tâm Giang Trần, ngược lại sinh ra cảm giác chờ mong. Ở trong liên minh 16 nước, thế tục đối với Giang Trần đã không có bất kỳ khiêu chiến. Hiện tại hắn cần đúng là tông môn để lịch lãm rèn luyện mà cái gọi là thiên tài tông môn lại là đá thử vàng để giang trần quật khởi khoanh chân mà ngồi một đêm không có chuyện gì xảy ra đến sáng ngày thứ hai tất cả võ giả tâm tình đều trở nên cuồng nhiệt bởi vì một lát nữa thứ tự sẽ hiện ra giang trần hơi mở mắt nhìn không khí hiện trường cuồng nhiệt nhưng tâm lại như mặt nước phẳng lặng thành tích sơ thí đã không thể tạo ra rung động trong lòng hắn mục tiêu của hắn là bán kết là 16 cường cuối cùng, là thiên tài cao cấp nhất của bốn đại tông môn. Chư vị, đều yên lặng một chút, bài danh sơ thí đã có. Hiện tại, chúng ta sẽ theo như thứ tự, giao minh bài bán kết đến trong tay các ngươi. Trình tự ban phát minh bài, chính là bài danh thành tích của các ngươi. Mỗi một khối minh bài dự thi, đều có đánh số đối ứng, thành tích đối ứng. Trên thực tế, những võ giả dự thi này, đại đa số người đã biết rõ, đệ nhất sơ thí là không huyền niệm, nhất định sẽ rơi vào trong tay bản thạch yêu nghiệt. Chỉ là, bọn hắn rất hiếu kỳ, bàn thạch yêu nghiệt này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau mặt nạ rốt cuộc là người ra sao, đây mới là trọng điểm quan tâm của bọn hắn. Quả nhiên, hết thảy như mọi người nghĩ, minh bài đấu bán kết số 1, không có bất kỳ lo lắng. Khi dám khảo giao minh bài số 1 đến trong tay Giang Trần, dáng tươi cười cũng lộ ra rất thân thiết. Người trẻ tuổi, năm cửa sơ thí, người là quán quân không hề tranh luận. Minh bài số 1 này, đối với người mà nói, đã là vinh quang, cũng là gánh nặng. Ngươi lấy được nó, hy vọng ngươi có thể minh bạch sức nặng của nó, biết ý nghĩa của nó, cũng phải làm tâm lý chuẩn bị tốt nhất. Giám khảo kia lời nói thấm thía, cổ vũ một phen, lúc này mới đi phát minh bài số 2. Minh bài số 2, rơi vào tay một võ giả dáng người thon gầy, về thân phận người này, cũng có một ít suy đoán. Nhưng mà, chủ nhân minh bài số 2, đồng dạng vô cùng điệu thấp, một mực không hiển sơn lộ thủy. Tiếp đến, từng khối minh bài, rơi xuống trong tay từng võ giả dự thi. Bài danh phía trên, có cao hứng, có kiêu căng, cũng có cảm giác mình nên được, đương nhiên cũng có người cảm thấy mình phát huy còn chưa tốt. Bài danh dựa vào sau, tâm tình thì tương đối trầm trọng một ít. Dù sao, trong nhóm người này, còn có 500 người phải bị loại. Bài danh càng về sau, tự nhiên là thuộc về đám bị loại bỏ cao nhất. Giang Trần đeo minh bài số 1 vào hông, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt hâm mộ ghen ghét ở bốn phía. Tốt rồi, đã phát minh bài xong, đánh số trên minh bài, chính là bài danh sơ thí của các ngươi. Tiếp đến, các ngươi phải đối mặt, chính là đấu bán kết cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nhớ kỹ, khâu bán kết này, tuy đào thải không nhiều lắm, nhưng mà bài danh, thành tích đấu bán kết lại liên quan đến vận mệnh của các ngươi ở trong tông môn. Thành tích đó sẽ quyết định các ngươi ở tông môn hưởng thụ cấp độ phúc lợi gì. Thành tích càng tốt, phúc lợi càng cao, cho nên, nếu như các ngươi ở trong sơ thí, còn bảo lưu lại thực lực thì đến bán kết, hãy thỏa thích phóng ra a. À. Những lời này làm cho đám võ giả phía dưới đều nhiệt huyết sôi trào. Tông môn, rốt cuộc thấy được cánh cửa tông môn rộng mở, hướng bọn hắn ngoắc ngoắc. 3500 võ giả thế tục thông qua sơ thí, dưới sự dẫn dắt của giám khảo, đi tới chân một đại sơn nguy nga. Đại sơn kia kéo dài vạn dặm, phân che xương quấn, cho người một loại cảm giác thần thánh. Trong mây mù, ngẫu nhiên có một ít kiến trúc tựa như ban công điện các, ở trong núi như ẩn như hiện, thấy không, nơi này là bất diệt Linh Sơn, cũng là địa điểm đấu bán kết. Bất diệt Linh Sơn này, từ thời đại viễn cổ đã tồn tại ở trong di cảnh, trải qua vô số thương hải tăng điền, duy chỉ có bất diệt Linh Sơn này trường tồn bất diệt. Ngữ khí của quan chủ khảo kia tràn đầy tôn sùng, phảng phất đối với bất diệt Linh Sơn này phi thường hướng về. Không thể không nói, các ngươi đều là người may mắn. Lần này mở ra viễn cổ di cảnh, các ngươi thông qua sơ thí, có thể ở bất diệt Linh Sơn tu luyện 3 năm. 3 năm này, có thể so với 30 năm ở ngoại giới. 3 năm, có thể so với 30 năm ngoại giới. Nói như vậy, nồng độ linh lực trong bất diệt linh sơn là gấp 10 lần ngoại giới. Đám võ giả thế tục nghe vậy, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nội tâm càng kiên định tín nhiệm, nhất định phải chịu đựng không bị loại bỏ. Dù không có thân phận đệ tử tông môn, cũng phải ở trong đó tu luyện 3 năm. Bất diệt linh sơn này, phân tứ đại khu vực, theo thứ tự là thiên linh khu, địa linh khu, huyền linh khu, hoàng linh khu, lấy thiên địa huyền hoàng mệnh danh. Không hề nghi ngờ, thiên linh khu là khu vực tối ưu nhất. Nhưng mà, tạm thời lại không phải nơi các người có thể đi vào. Đó là nơi thuộc về thiên tài cao cấp nhất của bốn đại tông môn. Lần đầu bán kết này, đệ tử được an bài ở thiên linh khu, chỉ có 100 người. Đều là tồn tại chọn kỹ lựa khéo trong bốn đại tông môn. Bất kỳ một cái nào trong bọn hắn, đều có thể nghiền áp các ngươi. Ngữ khí của quan chủ khảo kia nhàn nhạt, nhưng lại có ngạo khí mà chỉ người tông môn mới có. Nhiên áp mọi người chúng ta, trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, hắn đối với lời này không cho là đúng, bất quá lại khinh thường đi phản bác. Là long hay trùng, phải so qua mới biết, không phải đấu mồm mép có thể định, các ngươi là võ giả thế tục, tuy ở trong sơ thí trổ hết tài năng, nhưng đến bây giờ, các ngươi như trước chỉ là người nổi bật trong võ giả thế tục. Muốn được tông môn tán thành, còn cần tiếp nhận thêm khảo sát. Trước khi đạt được tông môn tán thành chính thức, các ngươi phải từ tầng dưới chót nhất làm lên, cho nên tuyệt đại bộ phận các ngươi sẽ bị phân phối ở hoàng linh khu. Thiên địa huyền hoàng, bốn cấp bậc, hoàng cấp, không thể nghi ngờ là đẳng cấp thấp nhất. Mà võ giả thế tục dù yêu nghiệt thế nào, cũng không có thông qua tông môn khảo hạch chính thức, cho nên phân phối ở hoàng linh khu cũng không tính không hợp lý. Những võ giả phía dưới, tuy truyền ra một hồi bạo động, nhưng không có phản ứng kích thích gì. Mặc dù trong nội tâm không phục, nhưng cũng biết này là chỗ tàn khốc của thế giới võ đạo. Chương 525, Bất Diệt Linh Sơn, quy tắc đấu bán kết. Người một võ giả thế tục muốn được tông môn tán thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều ở Hoàng Linh khu. Vì khen ngợi người biểu hiện kiệt xuất ở sơ thí, trong các ngươi, bài danh top 10 sẽ phân phối đến Huyền Linh khu. Ở Huyền Linh khu, linh lực ước chừng gấp 2 Hoàng Linh khu. Tại Huyền Linh khu, không thể nghi ngờ là ưu việt hơn Hoàng Linh Khu rất nhiều. Giang Trần nghe vậy, trong nội tâm tử diếu cười cười, nói như vậy, mình hẳn là bị phân phối đến huyền Linh Khu, cất bước không tính là thấp nhất. Giám khảo kia lại nói, đương nhiên, cái gọi là phân khu, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lần khảo hạch này, mỗi người các ngươi đều có cơ hội cải biến vận mệnh. Có thể cải biến vận mệnh của mình hay không, đều ở chính các ngươi. Hiện tại các ngươi bị phân phối đến Hoàng Linh Khu, nhưng nếu như cố gắng, hoàn toàn có thể trùng kích huyền linh khu. Cùng đạo lý, hiện tại được phân phối đến huyền linh khu, cũng chưa chắc có thể ở lại nơi đó an hưởng Thái Bình. Nếu như các người không cố gắng, tiến bộ không nhanh, đồng dạng có khả năng bị đá xuống hoàng linh khu. Hiện tại các người nhất định rất hiếu kỳ, đến cùng ở đây, có tiêu chuẩn lên xuống hay không? Ta có thể minh xác nói cho các người biết, có quy tắc lên xuống, hơn nữa cực kỳ công bình, phi thường minh xác. Quy tắc lên xuống, mỗi 3 tháng đổi một lần, mà tiêu chuẩn đổi là gì? Là thiên phú, là thực lực của các ngươi, lại cụ thể một chút, là thể hiện ở trên lực chiến đấu. Từng cái phân khu, cứ ba tháng, mỗi người đều phải hoàn thành trăm lần khiêu chiến. Tỷ số thắng của trăm lần khiêu chiến sẽ quyết định bài danh của các ngươi. Từng cái phân khu, 10 người mạnh nhất sẽ thăng cấp đến phân khu cao hơn. Mà 10 người thành tích kém cỏi nhất từng phân khu sẽ tự động hạ xuống phân khu dưới. Có lẽ các ngươi sẽ nói, Hoàng Linh Khu đã là thấp nhất, còn hạ như thế nào? Hiện tại ta có thể nói cho các người biết, ở Hoàng Linh Khu, cứ mỗi 3 tháng, sẽ đào thải 40 tên cuối cùng. Một năm đào thải 160 người, 3 năm, vừa vặn đào thải 500 người. Cho nên, người ở Hoàng Linh Khu, sẽ có cảm giác nguy cơ rất cao. Bởi vì, người của phân khu khác, nhiều lắm là giáng cấp. Mà Hoàng Linh Khu các ngươi mỗi 3 tháng, 40 người bài danh cuối cùng sẽ bị loại bỏ. 3 tháng là một chu kỳ, trong từng chu kỳ, các võ giả đấu bán kết đều phải hoàn thành 100 lần khiêu chiến. Tỷ số thắng cao thấp trong 100 lần khiêu chiến này sẽ quyết định bài danh. Cái này rất công bình, chỉ có điều danh ngạch lên xuống, kỳ thật không coi là nhiều. Mỗi 3 tháng, từng phân khu chỉ có 10 danh ngạch lên xuống. Đương nhiên, 10 danh ngạch thoạt nhìn ít, kỳ thật cũng không ít. Nếu như ở phân khu của mình, ngay cả top 10 cũng không thể bảo đảm, như vậy coi như là thiên tài, cũng tài có hạn. Huống chi, 3 tháng một chu kỳ một năm thì có bốn chu kỳ. Ba năm xuống, tổng cộng có 12 chu kỳ. 12 chu kỳ này, ý nghĩa 12 cơ hội. Một người nếu có 12 cơ hội cũng không cầm được, thì không thể nói vận mệnh bất công, chỉ có thể từ trên người mình tìm nguyên nhân rồi. Chỉ là, trăm lần khiêu chiến này, rốt cuộc là khiêu chiến như thế nào? Khiêu chiến ai? Trong lòng Giang Trần có nghi vấn, những võ giả khác cũng có nghi vấn đồng dạng. Ba tháng một chu kỳ là khoảng 90 ngày. 9 người ngày hoàn thành 100 trận chiến, cũng không tính khó. Giám khảo đại nhân, ngài nói trăm lần khiêu chiến, đến cùng khiêu chiến ai? Khiêu chiến giám khảo, hay là khiêu chiến những người khác? Đúng vậy, dù sao cũng phải nói mục tiêu khiêu chiến chứ. Quả nhiên, vấn đề này là chủ đề mọi người quan tâm nhất. Giám khảo kia mỉm cười, nói ra, ta biết các ngươi rất quan tâm vấn đề này. Trước khi trả lời vấn đề này, ta nói một ít đẳng cấp phân chia ở tứ đại phân khu. Tứ đại phân khu, theo như thiên địa huyền hoàng bài danh. Đây chỉ là đẳng cấp phân khu, phân chia rất mơ hồ, không quá cẩn thận. Nhưng mà, chứng thực đến trên đầu từng người dự thi, thì từng người dự thi các ngươi cũng đồng dạng phân ra bốn cấp bậc giáp ất bính đinh. Dùng hoàng linh khu của các ngươi mà nói, 3.500 người, đồng dạng sẽ chia làm bốn cấp bậc giáp ất bính đinh. Đẳng cấp này, tự nhiên là từ thành thích sơ thí đến phân chia. Về phần đệ tử tông môn, bọn hắn ở phân khu của mình, tự nhiên cũng theo như danh ngạch, tư chất cùng thực lực đến phân phối. Tổng thể mà nói, đều là công bình, tứ đại phân khu, thiên địa huyền hoàng, bốn cấp bậc, giáp ất bính đinh, nói cách khác, đệ tử đấu bán kết, tinh tế phân chia, là phân ra 16 cấp độ. Thiên linh khu giáp đẳng, thiên linh khu ất đẳng, mãi cho đến hoàng linh khu đinh đẳng, đệ tử từng phân khu, đều phân giáp ất bính đinh. Phân nhỏ như vậy, tứ đại phân khu, các đệ tử, tổng cộng có 16 tư chất, mà từng phân khu, đều có giáp ất bính đinh. Cái gọi là trăm lần khiêu chiến là trong 3 tháng ở phân khu của mình, phân biệt khiêu chiến giáp ất bính ninh, 4 cấp bậc mỗi cấp 25 lần. Nói như vậy, các người minh bạch không, quy tắc khiêu chiến này cũng không khó lý giải, là ở trong phân khu của mình, mỗi người cùng với đối thủ 4 cấp bậc giáp ất bính ninh, khiêu chiến mỗi cấp 25 lần. 4 cấp, mỗi cấp 25 lần, vừa đúng 100. Chỉ là, chọn lựa đối thủ, phải tuyển định như thế nào? Trong nội tâm các người khẳng định lại hỏi, người khiêu chiến nên tuyển định như thế nào? Rất đơn giản, mỗi một cấp bậc tùy cơ hội rút ra. Đương nhiên, vì bảo đảm lợi ích của từng người dự thi, cùng một đối thủ sẽ không xuất hiện hai lần. Tùy cơ hội rút ra, nói cách khác, mỗi người hoàn thành 100 lần khiêu chiến, gặp phải đối thủ là không đồng nhất. Cái này ở trên trình độ nhất định sẽ có người không may một ít, có người lại may mắn một ít. Đương nhiên, đây không phải một trận chiến định thắng bại, mỗi cấp bậc đều khiêu chiến 25 lần không may một lần gặp được đối thủ quá mạnh cũng không thể nhiều lần đều không may a à. cho nên từ đại thể xem xét kỳ thật là tương đối công bình mỗi lần khiêu chiến có khả năng gặp phải cường giả cũng có khả năng gặp được đối thủ tương đối yếu một trăm lần xác suất sẽ trải ra cân đối cuối cùng vẫn phải dựa vào sức chiến đấu nói chuyện hơn nữa người ta cũng nói vì cam đoan lợi ích của người dự thi cùng một đối thủ chỉ rút thăm được một lần về sau sẽ không gặp lại cho nên mặc dù bất hạnh gặp phải cường giả, cũng không cần lo lắng về sau khiêu chiến gặp lại đối thủ này. Nhớ kỹ, thành tích này là từ tỷ số thắng của các ngươi đến tính toán. Nếu như người bị người khiêu chiến, chỉ có thể nghênh chiến, mặc kệ thắng bại, đều sẽ không đưa vào trong tỷ số thắng. Cho nên, trên danh nghĩa các ngươi là bách chiến, nhưng thực tế, mỗi người các ngươi đều khó có khả năng chỉ chiến 100 lần. Bởi vì, các ngươi có thể là người khiêu chiến, nhưng cũng có thể là người bị khiêu chiến, chỉ có điều, Lúc chúng ta tính toán, chỉ tính thành thích thắng bại lúc khiêu chiến, còn thắng bại khi bị khiêu chiến sẽ không nhìn. Chương 526, Huyền Linh khu, đinh đẳng võ giả một Vấn đề này, trước kia Giang Trần cũng nghĩ qua, nghe quan chủ khảo nói như vậy, nghi hoặc trong nội tâm mới cởi bỏ. Bởi như vậy, tần suất chiến đấu này sẽ rất cao. Bởi vì, với tư cách người khiêu chiến, người phải hoàn thành 100 lần. Nhưng mà, với tư cách người bị khiêu chiến, ai cũng nói không rõ ràng mình sẽ bị khiêu chiến bao nhiêu lần. Bình quân xuống, trên cơ bản mỗi người đều có thể xuất chiến 200 lần. 3 tháng một chu kỳ, muốn xuất chiến 200 lần, tương đương một ngày phải xuất chiến 2-3 lần. Cái cường độ này, rất lớn. Chắc hẳn các người cũng biết, ở dưới tình huống như vậy, số lần xuất chiến của mỗi người là sẽ không giống nhau. Có người vận khí không tốt, số lần xuất chiến vượt xa người khác. Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như hai võ giả tỷ số thắng của 100 lần khiêu chiến giống nhau, như vậy thứ hạng này tính toán làm sao? Lúc này, người có số lần bị khiêu chiến càng nhiều, thứ tự lại càng cao. Các ngươi đừng xem thường ưu thế này, căn cứ chúng ta suy diễn, tình huống tỷ số thắng giống nhau sẽ rất nhiều. Cho nên, rất có thể, danh sách bài danh cuối cùng, nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình huống tỷ số thắng giống nhau, phải thông qua số lần bị khiêu chiến nhiều ít đến quyết danh ngạch. Quy tắc rất nhỏ, nhỏ đến mỗi một quy định đều có thể quyết ra danh ngạch cao thấp. Vô lần bị khiêu chiến nhiều, ở trên trình độ nhất định là chịu thiệt. Cho nên dưới tình huống tỷ số thắng ngang nhau, người có số lần bị khiêu chiến nhiều, bài danh càng cao, an bài như vậy, chiếu cố người bị khiêu chiến nhiều là rất hợp lý. Quy tắc cơ bản, ta đã nói rõ rồi, các ngươi ở đây, đại đa số người đều là hoàng linh khu. Sau khi đi vào, người phụ trách hoàng linh khu sẽ theo bài danh sơ thí, định ra đẳng cấp giáp ất bính đinh cho các ngươi. Người định ở giáp đẳng không nên kiêu ngạo. Người ở Đinh Đẳng cũng không cần thất lạc bởi vì các ngươi có 3 tháng thời gian đến cải biến vận mệnh của mình là tấn thăng đến huyền Linh khu hay là bị loại bỏ các ngươi có 3 tháng để quyết định vận mệnh của mình đương nhiên Bách chiến khảo thi 3 tháng một chu kỳ một năm có 4 lần 3 năm có 12 lần lần này các ngươi không thể lên phân khu cao hơn còn có 11 cơ hội nói cho cùng cơ hội rất nhiều là long hay trùng vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính các ngươi cường giả khống chế vận mệnh, kẻ yếu phàn nàn vận mệnh. Ta hy vọng, các người đều là cường giả, không nên cào nhau quy tắc, lại càng không nên phàn nàn cái gì quy tắc bất công. Sau khi tiến vào đây, các người đối mặt quy tắc là đồng dạng. Rơi xuống trên đầu mỗi người, có lẽ độ khó sẽ tồn tại một ít sai biệt, nhưng tổng thể mà nói, như cũ là rất công bình. Giám khảo kia cũng dụng tâm lương khổ, khuyên bảo lấy võ giả thế tục. Tốt rồi, quy tắc trên đại thể, ta đã nói hết. Từng cái phân khu, tình huống đều không giống. Sau khi các người đi vào, người phụ trách từng phân khu sẽ tuyên bố công việc cụ thể. Hiện tại, top 10 sơ thí ra khỏi hàng, những người khác theo thông đạo đó, trực tiếp đi lên, các người sẽ được đưa tới Hoàng Linh Khu. Nhìn top 10 sơ thí từ trong đội ngũ đi ra, biểu lộ của giám khảo hòa ái hơn một chút, mỉm cười nói. Mười người các ngươi, ta tự mình mang tới huyền linh khu. Hoàng linh khu, thuần một sắc đều là võ giả thế tục. Trước mắt mà nói, cũng không có ai đáng giá dám khảo này đút lót, tự nhiên không cần phải nịnh nọt quá mức. Mà 10 người này, là người mạnh nhất ở sơ thí, thiên phú tài tình, đã được cho là có chút tiền đồ. Cho nên, thái độ của giám khảo này hơi đỡ một ít, cũng có thể hiểu được. Giám khảo này chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới. Đi ước chừng hai canh giờ, mới đến một thông đạo, phía trước có một tấm bia đá khắc ba chữ, huyền linh khu, rồng bay phượng múa, lộ ra một cỗ khí tức viễn cổ cường đại. Đi thôi, tiến vào đây, các ngươi là người bị khảo hạch ở huyền linh khu rồi. Cái này đối với các ngươi mà nói, có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là, các ngươi ở huyền linh khu, cất bước bất đồng, hoàn cảnh cũng bất đồng hoàng linh khu. Mà chỗ hỏng, là đối thủ của các ngươi, đã không phải là võ giả thế tục, mà là đệ tử tông môn. Đệ tử tông môn, đẳng cấp lại thấp, đó cũng là đệ tử tông môn. dám khảo kia ân cần khuyên bảo, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, đừng tưởng rằng đệ tử tông môn, sẽ đồng dạng như đối thủ trước kia các ngươi gặp. Từng đệ tử tông môn, có thể tới đây, đều không phải hạng người bình thường. Cho dù là đệ tử đinh đẳng ở huyền linh khu, tổng thể mà nói, so với bộ phận võ giả thế tục kiệt xuất nhất còn mạnh hơn nữa. Sau khi các ngươi đi vào, đừng nên bày ra tư thái. Tranh thủ ở trong khe hẹp, đạt được không gian sinh tồn. Đối với các ngươi mà nói, 3 tháng đầu tiên, lần thứ nhất bách chiến khảo hạch, có thể cam đoan không giáng cấp, là thắng lợi lớn rồi. Đương nhiên, cái này rất khó. Trong nội tâm giám khảo kia, vẫn thiên hướng về đệ tử tông môn. Thiên tài thế tục, cho dù là đỉnh tiêm trong thế tục, so với đệ tử tông môn, vẫn kém hơn rất nhiều. Cho nên hắn cảm thấy, 10 người này bị phân phối đến huyền linh khu, có lẽ vận mệnh cuối cùng nhất, vẫn là giáng cấp, 3 tháng sau, sẽ bị đánh về hoàng linh khu. Lắc đầu, tựa hồ giám khảo kia không muốn quá đả kích tin tưởng của 10 người này, cười nói. Thế giới võ đạo, hết thảy đều có khả năng các ngươi muốn trở thành người trên người, chỉ siêu việt võ giả thế tục khác là không có bất kỳ ý nghĩa. Các ngươi cần không ngừng siêu việt, không ngừng dẫm nát đối thủ dưới chân. Như thế, mới là quật khởi chi đạo của thiên tài. Đi thôi, phía trước đã đến, giám khảo nói, Giang Trần đều nghe vào tai, bất quá, lòng hắn như bàn thạch, giám khảo kia nói, hắn chỉ coi là tham khảo. Sẽ không bởi vì giám khảo đả kích mà tinh thần sa sút cũng sẽ không bởi vì giám khảo cổ vũ mà trở nên lâng lâng giang trần theo tiết tấu của mình có tính toán của mình kiên trì bản tâm đi trên thông đạo thật dài một đường cảm nhận được linh lực chấn động vi diệu làm cho giang trần cũng không thể không cảm khái bất diệt linh sơn này danh xứng với thực trình độ linh lực nồng đậm rất cao ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện so sánh với thế tục mà nói thật sự là một loại hưởng thụ linh lực ở huyền linh khu đã như thế vậy địa linh khu thiên linh khu sẽ là thánh địa bực nào ẩn chứa thiên địa linh lực cường đại cỡ nào trong lúc nhất thời, Giang Trần đối với địa linh khu, thiên linh khu kia, càng sinh ra một tia chờ mong. Ba tháng, trong nội tâm Giang Trần lặng yên suy nghĩ, ba tháng một chu kỳ, ta nhất định phải đoạt được top 10 ở huyền linh khu, ba tháng sau, tiến vào địa linh khu. Chỉ có tiến nhập địa linh khu, mới có tư cách đi cạnh trục thiên linh khu. chương 527, huyền linh khu, đinh đẳng võ giả 2. Giang Trần rất rõ ràng, thiên linh khu, nhất định là vương bài đệ tử kiệt xuất nhất của bốn đại tông môn, mới có tư cách vào ở. Giám khảo từng nói qua, đệ tử ở trong thiên linh khu, đều là tông môn chọn kỹ lựa khéo ra, chỉ có 100 danh ngạch. Cạnh tranh to lớn có thể nghĩ, bất quá Giang Trần cũng biết, bây giờ mình vào huyền linh khu, cách thiên linh khu còn rất xa. Muốn khiêu chiến thiên linh khu, trước phải tiến nhập địa linh khu. Chỉ có tiến nhập địa linh khu, mới có thể ở trong bách chiến khảo hạch kế tiếp, lần nữa đưa thân vào top 10 của địa linh khu, sau đó đi vào thiên linh khu. Thiên linh khu trong nội tâm Giang Trần đã có một chí hướng, kia chính là thiên linh khu. Long cơ tuyết kia, là tiên thiên thân thể, lại có các loại tài nguyên của tông môn, điều kiện tiên thiên cùng điều kiện hậu thiên, so với ta càng có ưu thế. Hai năm thời gian, tiên thiên thân thể của nàng, nhất định đã đại phóng dị sắc. Lúc này đây, đích thị là phân phối ở thiên linh khu. Nếu ta không đi thiên linh khu, thù hận ngày xưa sao có thể chấm dứt. Giang Trần từ trong đáy lòng rất ghét hận Long cư tuyết. Này không đơn thuần là bởi vì lẫn nhau có cửu hận bất cộng đái thiên, cũng bởi vì Giang Trần rất rõ ràng, lòng cư tuyết có thích cách rắn rết. Nếu như để nàng trở nên mạnh mẽ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tham mình. Tuy Giang Trần tự tin, nhưng ít ra trước mắt, hắn không tin dùng thực lực của mình, có thể đối kháng tử Dương Tông. Tuy lòng cư tuyết không thể điều động cả tử Dương Tông. Nhưng mà, tử Dương Tông vì lòng cư tuyết, tuyệt đối có thể nghiêng hết mọi lực lượng. Một tiên thiên thân thể, đối với loại tông môn như tử Dương Tông mà nói, kia chính là trí Chí bảo, ngàn năm khó được nhất ngộ. Không dụ dỗ, sớm muộn gì sẽ bị tông môn lực lượng càng cường đại khác cướp đi. Cho nên, Giang Trần rất thanh tỉnh nhận thức, tuyển bạt lần này, có lẽ là cơ hội ra tay với Long Cư Tuyết tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, lại để cho Long Cư Tuyết nhất phi trùng thiên, về sau muốn giết nàng, độ khó sẽ càng lớn. Đang nghĩ ngợi, thanh âm của giám khảo lại vang lên lần nữa. Tốt rồi, đã đến huyền linh khu, các người theo ta đi vào. Đây là một khu kiến trúc cực lớn, mọc trăng chịt trên sơn thể, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Nhìn về phía trên, thật giống như một tông môn, cực kỳ đồ sộ. Tiến vào sơn môn, bên trong càng là có động thiên khác, diện tích rất lớn, cực kỳ rộng rãi, có một loại cảm giác khúc kính thông u, không biết cuối cùng. Vào trong sân, lại muôn hình vạn trạng, đại viện này rộng rãi, có thể dung nạp mấy vạn người. Giờ phút này, mấy ngàn đệ tử tông môn, đang nghe mấy giám khảo huấn thị. Nhìn thấy người bên này, mấy giám khảo đang nói kia đều ngừng lại. Người cầm đầu thân hình cao lớn, cái chán no đủ, hai mắt thâm thúy. Phương Đại Nhân, đây là top 10 khảo hạch ở thế tục. Theo như quy củ, ta mang bọn họ đến. Tên giám khảo khảo hạch thế tục kia, mang theo vài phần nịnh nọt, đối với người phụ trách kia cười nói. Ân, để cho bọn họ tới đi. Phương Đại Nhân kia biểu lộ nghiêm túc, cũng không có khuôn mặt tươi cười gì. Tốt, mấy người các ngươi, đều qua đi. Đứng ở phía sau nghe huấn thị, Tên giám khảo khảo hạch thế tục kia nói xong, lại đối với Phương Đại Nhân nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Phương Đại Nhân, ta cáo từ trước. Phương Đại Nhân hờ hững gật đầu, cũng không giữ lại. Giang Trần cùng chín võ giả thế tục khác, thì tự giác đứng ở mặt sau cùng của đội ngũ. Thời điểm bọn hắn đi qua, những đệ tử tông môn phía trước kia, khóe miệng đều treo vài phần chê cười, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Hiển nhiên, đối với cái gọi là thiên tài thế tục, những đệ tử tông môn này rất xem thường thiên tài thiên tài thiên hạ xuất tông môn đây cơ hồ là công luận rồi thế tục cũng có thể có thiên tài đây không phải là chê cười sao võ giả thế tục ở trong mắt đệ tử tông môn kia chính là hương giã thôn phu trong nông thôn nói dễ nghe là tán tu nói không dễ nghe cái kia chính là hai lúa cho nên chứng kiến mười võ giả thế tục kia gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn những đệ tử tông môn này khinh thị căn bản là không thèm che lấp chỉ là võ giả thế tục cũng xứng đánh đồng với đệ tử tông môn. Tốt rồi, từ nay về sau, thân phận của các ngươi là giống nhau, đều là võ giả dự thi của Huyền Linh khu." Phương đại nhân kia nhàn nhạt nói, "10 người các ngươi, có thể từ thế tục trổ hết tài năng, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người." "Bất quá, quy củ là quy củ, các ngươi mới đến, lại từ thế tục, chỉ có thể định là võ giả đinh đẳng của Huyền Linh khu." Quả nhiên không ngoài sở liệu, mặc dù 10 người bọn hắn có vận may gia nhập Huyền Linh khu, nhưng ở Huyền Linh khu bọn hắn lại là cấp thấp nhất, võ giả đinh đẳng. Giáp ất bính đinh, đinh đẳng ở từng phân khu, đều là kế cuối. Bất quá, Giang Trần đối với an bài này ngược lại không có dị nghị gì. Đinh đẳng thì đinh đẳng, dù sao hiện tại phân chia đẳng cấp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chính thức quyết định danh ngạch lên xuống, không phải đẳng cấp hiện tại, mà là thành tích sau bách chiến khảo hạch. Nhìn đám đệ tử tông môn nguyệt thị không thèm che giấu, trong nội tâm Giang Trần rất bình tĩnh. Đệ tử tông môn, gần đây mắt cao hơn đầu, Xem thường võ giả thế tục là thiên kinh địa nghĩa Giang Trần cũng không có ý định Theo chân bọn họ hỉ mũi chừng mắt Chuyện kia quá nhàm chán Thực lực cuối cùng là dựa vào đánh đi ra Thanh âm của phương đại nhân Lại vang lên một lần nữa Hiện tại người đều đến đông đủ Quy tắc khiêu chiến Trong lòng mỗi người các người cũng đã rõ ràng Ta sẽ không nói dài dòng Bây giờ ta chỉ nói mấy chi tiết cần phải chú ý Chi tiết thứ nhất Mỗi một chu kỳ đều là 3 tháng Trong 3 tháng này mỗi người đều phải hoàn thành 100 lần khiêu chiến. Nếu như không có hoàn thành trăm lần khiêu chiến, bất kể là bởi vì bị thương hay là vì nguyên nhân gì khác. Thiếu một lần, một trận thắng sẽ biến thành một trận thua. Nói cách khác, nếu như trong vòng 3 tháng, ngươi chỉ hoàn thành 80 lần khiêu chiến, trong 80 lần khiêu chiến này, ngươi thắng 40 trận, thua 40 trận. Như vậy chẳng khác nào ngươi thiếu 20 lần khiêu chiến, sẽ có 20 trận thắng biến thành thua. Bởi vậy, thành tích của ngươi sẽ là thắng 20 trận, thua 60 trận. Như thế tính ra tỷ số thắng thua, chi tiết thứ hai, nếu như ngươi là người bị khiêu chiến, cảm thấy đối thủ khiêu chiến ngươi quá mạnh mẽ, vì bảo vệ mình không bị thương, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi. Như vậy đối thủ của ngươi trực tiếp tính thắng, mà ngươi rời một lần, sẽ từ trong các trận thắng chuyển thành một trận thua. Chi tiết thứ ba, trong chiến đấu, tuy chúng ta cổ vũ chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Nhưng trong chiến đấu, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong mỗi người đều phải vì tánh mạng của mình phụ trách. Chương 528, định ý bạo dạp. Chi tiết thứ tư, ở trong lúc dự thi, cấm hết thảy hình thức tư đấu. Nếu như người vận khí tốt, không có bị bắt, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng một khi bị bắt tại trận, sẽ phải chịu xử lý nghiêm khắc. Chi tiết thứ năm, phương đại nhân này, không sợ làm phiền người khác, công bố một đống chi tiết ra. Giang Trần nghe rất chân thành, đem mỗi một chi tiết, đều nhớ kỹ trong đầu. Chi tiết quyết định thành bại, có chút thời điểm, những chi tiết này không thể sơ sót tốt rồi vấn đề chi tiết bổn tỏa đã nói rất rõ ràng nếu như các ngươi có nghi vấn hiện tại có thể hỏi ta có một canh giờ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho các ngươi qua một canh giờ này ta sẽ không trả lời bất luận vấn đề nào nữa nghe nói có thời gian hỏi những đệ tử tông môn kia đều rất tích cực nguyên một đám nô nức hỏi vấn đề hỏi đều vô cùng giống nhau chỉ vây quanh bách chiến khảo hạch mặc dù giang trần không có hỏi nhưng hắn lại chăm chú lắng nghe. Nếu nghe có người hỏi vấn đề hắn quan tâm, Giang Trần sẽ ngưng thần lắng nghe. Phương Đại Nhân, ta muốn hỏi một chút, địa linh khu kia, có bao nhiêu người? Thiên linh khu 100 người, địa linh khu 500 người, huyền linh khu 3.000 người, hoàng linh khu 3.500 người. Phương Đại Nhân cấp ra số liệu rất chuẩn xác, vậy nội dung khảo hạch đều giống nhau sao? Huyền linh khu cùng hoàng linh khu, nội dung khảo hạch trên cơ bản giống nhau. Đến địa linh khu, Hình thức khảo hạch sẽ đa dạng hóa. Đến Thiên Linh khu, cạnh tranh sẽ càng phức tạp, hình thức khảo hạch không nhất định đều đồng dạng. Cụ thể như thế nào, chờ các người có cơ hội tiến vào địa linh khu, thậm chí Thiên Linh khu, tự nhiên sẽ có người nói cho các người biết. Hiện tại, đừng nghĩ nhiều như vậy, leo cao theo đuổi xa là không có bất kỳ chỗ tốt. Ngữ khí của Phương Đại nhân đạm mạc, "Phương Đại nhân, ta muốn hỏi một chút, lần đấu bán kết này, tuyển bạt 64 người, có phải đều từ Thiên Linh khu tuyển ra hay không?" lại có một đệ tử hỏi, đúng vậy, sáu người bốn người, đều từ thiên linh khu tuyển ra. Cho nên, các ngươi phải cố gắng, dù chỉ có một đường hy vọng, cũng phải nỗ lực xông vào thiên linh khu. Tuy đại đa số người trong các ngươi là không có khả năng trùng kích thiên linh khu. Nhưng mà, ta làm người phụ trách huyền linh khu, lại rất cam tâm tình nguyện chứng kiến, ở khu của ta, có thể có thiên tài trổ hết tài năng, tiến vào địa linh khu, trùng kích thiên linh khu, thậm chí giác trục 64 danh ngạch. Trong các ngươi chỉ cần có một người tiến vào 64 danh ngạch, vậy phương mỗ ta đã đủ để kiêu ngạo. Thiên linh khu, kia đều là thiên tài nhất đẳng của bốn đại tông môn. Huyền linh khu, ở trong bốn đại tông môn, là đệ tử thiên phú tương đối thấp, thực lực hơi kém. Loại phân chia này, đều là từng tông môn biểu hiện ra. Nói tóm lại, huyền linh khu trùng kích địa linh khu, có lẽ có hy vọng. Nhưng mà, người huyền linh khu, muốn vượt qua hai cấp, trùng kích thiên linh khu, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Mà trùng kích thiên linh khu, giác trục danh sách 64 người vào trận chung kết, vậy thì càng không có khả năng. Tốt rồi, Phương Đại Nhân vung tay lên. Hiện tại, bắt đầu phân phối địa bàn. Giáp đẳng đệ tử, độc môn độc viện. Ất đẳng đệ tử, hai người một viện. Bính đẳng đệ tử, bốn người một viện. Đinh đẳng đệ tử, tám người một viện. Thời gian khảo hạch là ba tháng, tự nhiên phải có nơi giàn xếp nghỉ ngơi. Ở trên phân phối địa bàn, giáp Ất Bính Đinh khác biệt liền triệt để thể hiện ra. Giáp đẳng đệ tử, vậy mà có thể hưởng phúc lợi độc môn độc viện. Một người hưởng thụ độc môn độc viện, này tự nhiên là đãi ngộ cao nhất. Ất đẳng đệ tử, hai người một viện, tuy không phải độc hưởng, nhưng ít người, tự nhiên càng thêm thanh tịnh. Tu luyện võ đạo, tối thị nhất là nhiều người ẩm ý, nhao nhao hỗn loạn, ảnh hưởng tu hành. Người càng ít, tự nhiên càng có ưu thế. Về phần bính đẳng đệ tử, bốn người hợp cư một đình viện, nhân số tương đối nhiều. Thế nhưng mà, so với đình đẳng đệ tử, đãi ngộ của bính đẳng đệ tử coi như đã cao. Đãi ngộ thấp nhất, vẫn là đinh đẳng đệ tử, tám người cùng ở một viện, cái này không thể nghi ngờ là rất chen chúc, chen chúc cũng thôi, mấu chốt nhất là nhiều người ẩm ý, va chạm khẳng định cũng nhiều. Võ giả đinh đẳng, quả nhiên là bị kỳ thị khắp nơi. Trong nội tâm giang trần thầm than, bất quá hắn cũng biết, đây là quy củ, không cải biến được. Hắn có thể làm, là sớm ngày thoát khỏi thân phận võ giả đinh đẳng. Ước chừng một lúc lâu sau, từng võ giả đều phân phối xong địa phương ở lại. Giang Trần với tư cách đinh đẳng võ giả, bị phân phối ở một gian sân nhỏ kế cuối. Nhìn lại thứ tự, lại tới hơn 900, Giang Trần cũng lơ đánh, tạm thời đã không thể cải biến được cái gì, vậy thì đến đâu hay đến đó. Cầm minh bài phân phối nơi cho mình ở lại, Giang Trần án lấy tên cửa hiệu tìm kiếm, đi hai ba mươi dặm, lúc này mới đến địa phương mình ở lại. Huyền Linh khu này, ở khu vực lưng chừng núi, theo tầng tầng vòng tròn đến kiến tạo tiểu viện tiểu viện giáp đẳng ở tầng cao nhất, theo thứ tự mà xuống, là ất đẳng, bính đẳng, đinh đẳng. Ha ha, đinh đẳng võ giả, quả nhiên khắp nơi đều kém một bậc. Cái chỗ ở này, chẳng những tám người ở chung, địa thế còn thấp hơn người ta. Quả nhiên, địa vị thấp, ở nơi nào cũng bị người dẫm. Giang Trần cảm thán, tuy đây không phải bị người dẫm trên ý nghĩa chân chính. Thế nhưng mà cách cục viện này phân bố, đã rất rõ ràng. Giáp đẳng địa thế cao nhất, ở phía trên nhất, dẫm ba cấp bậc phía dưới. Mà Giang Trần là võ giả đinh đẳng, chỗ ở địa thế thấp nhất, đỉnh đầu có giáp ất bính đè nặng. Đi ở trên đường tiểu viện đinh đẳng, Giang Trần rốt cuộc thấy được tiểu viện của mình. Lúc này, ngoài sân nhỏ, còn có một đạo thân ảnh ở đó bồi hồi. Nhìn thấy Giang Trần, thon gầy thân ảnh kia chạy ra đón chào. Người cũng ở tiểu viện này. Người nọ mặc quần áo và trang sức khảo hạch của võ giả thế tục. Ân, ngươi là Á quân sơ thí, võ giả số 2A giang trần đối với thân ảnh này có chút ấn tượng người nó có chút ngạc nhiên cười nói không nghĩ tới ngươi nhớ rõ ta lúc ấy ban phát minh bài ta quan sát qua ngươi ngươi căn bản không chú ý những người khác như thế nào lại biết ta lúc đó giang trần xác thực không chú ý võ giả thế tục khác bài danh bất quá cũng không có nghĩa là hắn không nhớ được tâm lực của hắn rất cường đại chỉ cần hơi lưu ý thoáng một phát liền nhớ kỹ bài danh từng người bất quá giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không giải thích cái gì mà cười nói Ngươi cũng ở tiểu viện này. Nói như vậy, tiểu viện này, ở đều là võ giả thế tục chúng ta. Giang Trần đối với cái này ngược lại không ghét, võ giả thế tục đều đeo mặt nạ, ai cũng không biết ai, ai cũng không cần xem sắc mặt ai, như vậy rất tốt. Nếu ở cùng đệ tử Tông Môn, Giang Trần cảm thấy còn không bằng ở cùng võ giả thế tục. mươi 529, Giang Trần phát huy một Võ giả số 2 kia cười khổ một tiếng, mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, trên thực tế, 10 võ giả thế tục chúng ta, lại bị phân thành năm bộ phận. Mỗi hai người, cùng sáu đệ tử tông môn Ninh Đẳng khác an bài chung một chỗ. Nói cách khác, trong tiểu viện này chỉ có ta và ngươi là võ giả thế tục. Võ giả thế tục, vậy mà không phân ở chung một tiểu viện. Như thế lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, xem ra vẫn là tránh không được cùng những đệ tử tông môn kia ở chung dưới một mái hiên. Giang Trần không quá thích, cũng không có mâu thuẫn đặc biệt gì. Dù sao chỉ là cùng một tiểu viện, mỗi người ở vẫn là gian riêng đã đến nơi này, thì ở thôi, đừng dừng ở bên ngoài, vào đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào trong. Võ giả số 2 kia đuổi theo vài bước hỏi, võ giả thế tục chúng ta ít người, đi đến chỗ nào đều bị kỳ thị. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, bây giờ chúng ta dưới một mái hiên, nên đoàn kết một chút, người cảm thấy thế nào. Giang Trần cười cười, thời điểm sơ thí, tất cả mọi người bảo ta là bàn thạch, vậy ngươi kêu ta bàn thạch đi. Võ giả số 2 kia ngây người một lát, mới nói. Được rồi, bàn thạch huynh, người có thể gọi ta tiểu phi. Giang Trần nhẹ gật đầu, hai người đang muốn đi vào tiểu viện, lại nghe từ bên trong truyền đến một thanh âm hung hăng càn quấy, hùng hùng hổ hổ. Má ơi, nghe nói trong tiểu viện chúng ta, phân phối hai võ giả thế tục. Thật sự là xui xẻo, chúng ta đường đường là đệ tử tông môn, lại phải cùng phế vật thế tục ở dưới một mái hiên. Cũng không biết là ai an bài, đây tuyệt đối là vũ nhục chúng ta thanh âm này ác thanh ác khí chỉ nghe thanh âm lại không thấy người nhưng từ thanh âm cùng ngữ khí liền đủ tưởng tượng người này nhất định là loại ác hán ngang ngược bá đạo đón lấy lại có một thanh âm âm hiểm nói khổ ca mọi người đều biết ngươi là người sĩ diện dùng ta xem ngươi nên cho bọn hắn một hạ má uy để cho bọn hắn biết rõ võ giả thế tục cuối cùng là hồi hương dã tước không có tư cách ngang hàng cùng những phượng hoàng ở tông môn chúng ta đúng vậy a à, khổ ca Ngươi nên cho bọn hắn chút nhan sắc, để cho bọn hắn biết rõ, đệ tử tông môn, vĩnh viễn là tồn tại bọn hắn cần ngưỡng mộ, không phải con sâu cái kiến như bọn hắn có thể sánh vai." Thanh âm ác thanh ác khí trước kia cười hắc hắc, dương dương đắc ý. "Đừng nóng vội, chờ hai tên hai lúa kia đến, chúng ta sẽ bảo chế bọn hắn thoáng một phát, để cho bọn hắn dễ bảo, nghe chúng ta sai xử." "Không hổ là hổ ca, các huynh đệ liền nhìn hổ ca ngươi a." Lại nói tiếp, "Nếu như có thể nhiều ra hai nô tài để sai xử, ngược lại cũng không phải chuyện xấu giang trần cùng võ giả số hai kia nhìn nhau đều cười khổ còn không có vào tiểu viện bên trong địch ý đã bạo dạp cảm nhận được địch ý từ trong tiểu viện trong lòng giang trần ngược lại gợn sóng không sợ hãi bởi vì cái gọi là long không ở chung với xa theo như bản tính của giang trần những võ giả đinh đẳng này căn bản không vào được pháp nhãn của hắn nếu không phải quy củ an bài hắn há cùng những võ giả đinh đẳng trong tông môn này ở chung một tiểu viện hôm nay tình thế bắt buộc tuy hắn không muốn nhưng cũng không có bài xích